Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 159. Cậu bạn à, là tôi có mắt không tròng, không biết cậu là cao nhân, ông lão lập tức ăn nói mềm mỏng hơn hẳn. Chát. Ngô Bình vụt thêm một cái tát nữa, lạnh lùng nói, không hiểu à, tôi bảo ông lấy tiền ra. Ông lão sốt ruột bèn gào lên, cậu đừng quá đáng, con rể tôi là chủ của chợ Đại Hải đấy. Cậu dám đánh tôi, con rể tôi sẽ không tha cho cậu. Rắc. Ngô Bình bóp nát vai trái của ông ta, lạnh giọng bảo thế thì đã sao? Trước khi kẻ đó đến đây, tôi đã đánh chết ông rồi. Ông lão này cậy thế con rể mới ngang ngược như vậy. Ông ta vốn chẳng có thực lực gì, đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng, khóc lóc nói, tôi đưa mà. Đừng đánh nữa. Dứt lời, ông ta ngoan ngoãn giao nộp nhẫn chứa đồ của mình. Ngô Bình cầm lên xem, phát hiện trong đó có hơn 3 triệu tiền tiên và rất nhiều linh dược. Anh ngạc nhiên thốt lên, xem ra ông cướp bóc của người khác không ít nhỉ. Ông lão đáp, tôi chỉ kiếm chút cháo thôi mà, kém xa so với con rể tôi. Ngô Bình giật mình hỏi, con rể ông lũng đoạn cả chợ Đại Hải. Kẻ đó là ai? Ông lão trả lời, tông chủ của Hải Thiên Tông. Ngô Bình nghĩ đến chuyện mua vé, bèn hỏi, bán vé cũng là Hải Thiên Tông sao? Ông lão gật đầu, đúng vậy, cũng là Hải Thiên Tông. Ngô Bình đảo mắt, hỏi tiếp, con rể ông có tu vi gì? Ông lão đáp, con rể tôi là tông chủ, tu vi dĩ nhiên rất cao. Nó là kẻ mạnh tầng 5 thần thông. Ngô Bình sờ cằm, sau đó bắt đầu thôi miên và trị thương cho ông ta. Về phần hai tùy tùng, anh cũng thôi miên họ để tránh bị phát hiện. Lúc này Liễu Tam Tương xuất hiện, cười hỏi, công tử chuẩn bị đánh Hải Thiên Tông sao? Ngô Bình cười khẩy, vé bán với giá đắt như vậy, tôi không đánh hắn thì có lỗi với bản thân quá. Liễu Tam Tương đáp, tôi cũng thấy thế. Hải Thiên Tông gì đó quá ngông cuồng tự đại, cần phải dạy dỗ một chút. Đến lúc ấy, tôi sẽ đích thân ra tay. Ngô Bình bảo, thần thông tầng 5 cũng là tu vi khá cao, tất nhiên phải để ông ra tay mới được. Đoạn, anh nói với ông lão kia, gọi con rể ông đến đây được không? Ông ta đáp, được. Tiền của con rể ông đều mang theo bên mình à? Ông lão nói, bình thường đều mang theo bên mình, nó không tin tưởng người khác. Ngô Bình bảo, bây giờ liên lạc với hắn, nói rằng ông gặp phải một người rất lợi hại, ông không đánh lại. Ông lão bèn lấy ra một miếng ngọc bội, sau khi đập vỡ nó, trước mặt ông ta lập tức xuất hiện một ống loa màu xanh lam. Ông ta cao giọng, con rể à, hôm nay bố gặp phải một kẻ khó nhằn, con mau đến đây đi, người của bố sắp không chống cự được nữa rồi. Dứt lời, ống loa kia liền biến mất. Sau đó Ngô Bình đẩy hai tùy tùng của ông lão này ngã xuống đất. Anh thì giẫm lên đầu ông ta, cũng bảo ông ta nằm rạp xuống. Đoạn hỏi, con rể ông chắc chắn sẽ đích thân đến đây. Ông lão đáp, ngày xưa con rể tôi rất nghèo, tôi thường xuyên giúp đỡ, đối xử với nó rất tốt, vậy nên nó đối xử với tôi cũng tốt vô cùng. Nó nhận được tin, nhất định sẽ đích thân đến đây xử lý. Quả nhiên, chưa đầy 3 phút sau, đã có một bóng người xuất hiện giữa không trung, giận dữ nói, kẻ nào dám động đến bố vợ tôi. Một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Ngô Bình. Ngô Bình không nhúc nhích, một bóng người mờ mờ xuất hiện ngay sau lưng kẻ đó, rồi một tiếng kêu lên kinh ngạc, đã có người ngã xuống trước mặt Ngô Bình. Người đàn ông này có tướng mạo thanh niên, mặc áo gấm màu lam xa xỉ, lúc này đầu đã lệch, ở đỉnh đầu có trưởng ấn rất rõ. Sau khi ngã xuống đất, người đó nôn ra mấy ngụm máu, giọng sắc bén, là kẻ nào đánh lén tôi? Liễu Tam Tương đứng sau lưng hắn, hắn muốn ngoái lại nhìn, kết quả là cổ nhói lên rồi gãy lìa. Ngô Bình không rông dài, vươn tay lục tìm túi chứa đồ trên người đối phương rồi mở ra xem, bên trong chất đầy tiền tiên, ít nhất cũng 400-500 triệu. Nhưng con số này so với ước tính của anh vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Anh hỏi, mỗi năm kiếm được nhiều tiền như vậy mà tại sao trên người chỉ có ngần này tiền? Người kia chính là tông chủ Hải Thiên Tông, lạnh lùng nói, các người nghĩ một mình tôi có thể giúp Hải Thiên Tông hoành hành ở nơi này sao? Nói thật nhé, sau lưng tôi là môn phái lớn của vũ trụ chính, các người không đắc tội được đâu.
hôm nay các người dám động đến tôi, ngày mai môn phái lớn ấy sẽ trừ khử các người, trả thù cho tôi. Giác. Liễu Tam Tường giết chết đối phương bằng một chưởng, sau đó giết cả đám người ông lão kia. Họ dùng lửa thiêu số thi thể này thành tro, không để lại bất cứ thứ gì. Xử lý xong đám người này, Liễu Tam Tường cười khẩy, một đám ngu ngốc, thế lực sau lưng chúng có mạnh đến mấy đi nữa thì làm gì được chúng ta cơ chứ? Ngô Bình hỏi, ông Liễu, ông cảm thấy đó sẽ là thế lực gì? Liễu Tam Tường đáp, không cần quan tâm, không liên can gì đến công tử cả. Chúng ta không phải người dân bản địa, họ sẽ chẳng điều tra đến chúng ta được đâu. Ngô Bình gật đầu, nhiều tiền như vậy, vào trong có thể mua thêm một ít linh dược rồi. Liễu Tam Tường nói, ừm, công tử, chúng ta trực tiếp đến Cửu Dương Cảnh đi. Ở đây e là không tìm được thuốc tốt nữa. Ngô Bình đáp, ừ, vậy đến Cửu Dương Cảnh. Hai người tiếp tục đi về phía Cửu Dương Cảnh, tìm được cửa vào, quả nhiên có không ít người canh giữ cửa. Ngô Bình nói với Liễu Tam Tường, ông Liễu, đợi tôi ở bên ngoài. Liễu Tam Tường vô cùng tin tưởng vào Ngô Bình và không hề lo lắng về sự an toàn của anh, ông ta nói, được, công tử hãy cẩn thận. Tôi sẽ chờ tin tốt từ công tử ở bên ngoài. Sau khi chia tay Liễu Tam Tường, anh sải bước đến lối vào. Đó là một cung điện và lối vào thực sự của Cửu Dương Cảnh có lẽ là ở trong cung điện này. Sau khi đưa tấm vé ra, người gác cổng gật đầu cho anh vào. Khi anh vào đến cung điện liền nhìn thấy một cánh cổng ánh sáng màu lam ngọc. Anh đi qua cánh cổng liền tiến vào một thời không khác, đó chính là Cửu Dương Cảnh. Bước vào Cửu Dương Cảnh, Ngô Bình tựa hồ hồi tưởng lại cảm giác khi còn ở trong vũ trụ chính, thực lực của anh lại một lần nữa bị áp chế, chỉ còn lại 1/10 sức mạnh ban đầu. May mắn thay, với kinh nghiệm trước đây, anh đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới lần này. Đương nhiên, anh đã không còn như trước. Thực lực hiện tại của anh so với khi vừa mới từ vũ trụ chính trở về đã tăng lên mấy lần. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này anh đang ở lưng chừng núi. Nhìn thoáng qua anh liền phát hiện hai cây linh dược, một cây là linh dược cấp 2, một cây là linh dược cấp 4. Ngô Bình vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đây là do anh may mắn hay là do nơi này vốn đã có rất nhiều thần dược rồi. Anh lập tức tìm kiếm xung quanh một lần nữa. Và sau khi đi được vài chục mét, anh đã tìm thấy loại linh dược thứ 3. Xem ra không phải là vận may mà là nơi này linh dược rất nhiều. Ngô Bình hai mắt sáng lên, Cửu Dương Cảnh này hẳn là một thời không trong vũ trụ chính, chỉ là không biết nó có mối liên hệ gì với đại ngũ hành giới. Mình tới đúng chỗ rồi, nhất định phải tranh thủ thu thập càng nhiều dược liệu càng tốt. Anh không chút khách khí nhặt lấy linh dược, sau đó tiếp tục tìm kiếm các loại linh dược khác. Sau khi hái được khoảng 10 loại linh dược, anh chợt thấy một bóng người từ trên núi đi xuống, cách anh mấy chục mét thì dừng lại. Đây là một nam tu sĩ trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt nhìn anh, lạnh lùng hỏi, anh thật to gan, dám tới địa bàn của Tiêu Diêu Môn, chúng tôi trộm dược liệu. Ngô Bình hơi sửng sốt, địa bàn của Tiêu Diêu Môn. Anh vội vàng nói, người anh em, tôi mới tới Cửu Dương Cảnh nên cũng không biết nhiều lắm. Anh nói nơi này là địa bàn của anh có cái gì chứng minh không? Đối phương cười lạnh một tiếng, Tiêu Diêu Môn chúng tôi phát hiện khu vực này trước, nên nó đương nhiên là địa bàn của Tiêu Diêu Môn. Ngô Bình không tán thành, nói, cho dù các anh phát hiện nơi này sớm nhất nhưng cũng không có nghĩa nơi này thuộc về các anh. Nói chuyện phải có lý lẽ, theo luận điểm của anh thì, người đầu tiên phát hiện Cửu Dương Cảnh sẽ là chủ nhân của toàn bộ Cửu Dương Cảnh chắc. Đối phương nghe Ngô Bình nói như vậy thì cười lạnh nói, đừng nói những thứ vô dụng, giao ra linh dược anh hái, sau đó chặt đứt cánh tay của chính mình. Đồng thời bồi thường cho tôi số đồng tiền trị giá gấp 10 lần số linh dược anh hái thì tôi sẽ thả anh đi. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, anh không cần thả tôi đi, anh có tài nghệ gì thì cứ thể hiện ra. Tôi rất muốn xem Tiêu Diêu Môn có tư cách gì mà đòi độc chiếm khu vực này. Hừ, đúng là tự tìm chỗ chết. Thấy Ngô Bình không nghe lời, nam tu sĩ vung tay phải lên, một đạo kiếm quang từ trong lòng bàn tay bay ra, chém về phía Ngô Bình. Kiếm quang rất nhanh, nhưng phản ứng của Ngô Bình còn nhanh hơn, anh đấm vào không trung. Ngay khi nắm tay anh di chuyển, một quyền ấn đã đánh vào ngực của đối thủ, ngay chỗ trái tim. Giác!
tim của đối phương bị một quyền đánh nát, kiếm quang trong không khí không khống chế được, lập tức chạy tứ tung, cũng không biết chạy đi đâu. Ngô Bình đi xem xét, sau đó thay quần áo của nam tu sĩ kia rồi thay đổi diện mạo thành anh ta, cuối cùng là đào hố chôn xác người đàn ông. Xong xuôi, anh tiếp tục đi thu thập các loại dược liệu. Trong khoảng thời gian này, anh cảm thấy rằng thỉnh thoảng sẽ có thần niệm của ai đó quét qua, nhưng không ai trong số họ đến tìm anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh đã mất gần một ngày để thu thập tất cả các dược liệu trên toàn bộ ngọn núi. Tất cả linh dược có thể dùng tới thì anh đều hái cả. Sau khi trời tối, có người từ trên núi đi xuống, cười hỏi, Hầu huynh, anh đang đi tuần núi sao? Ngô Bình dùng giọng nói của người đàn ông lúc trước, nói, đúng vậy. Vừa rồi tôi gặp một tên trộm thuốc, hắn đã chạy mất. Giờ tôi đang xem quanh đây đã mất bao nhiêu linh dược. Người vừa từ trên núi đi xuống đầu nhọn tai to, dáng người cũng không cao, nói, không cần xem nữa, người đổi ca sẽ đến rất nhanh. Hầu huynh, chúng ta đã ở chỗ này một tháng rồi, bí bách chết đi được. Lát nữa chúng đi tới Thúy Tiên Lầu chơi thì thế nào, tôi mời. Ngô Bình cảm giác được người này cùng nam tu sĩ lúc trước hẳn là có quan hệ tốt, nhưng anh không có hứng thú chơi đùa, lập tức nói tôi không đi, còn có chuyện khác phải làm. Đối phương hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lời, gật đầu đi xuống núi trước. Sau khi người đàn ông đã đi xa, anh đi đến một ngọn núi khác. Trên đường đi, anh ta bắt được một con thỏ rừng để nướng. Sau một ngày bận rộn, dạ dày anh giờ đã trống rỗng. Thịt thỏ vừa nướng xong, một người đàn ông ăn mặc giống anh đi tới, cười nói, sư huynh, tôi cũng đói bụng, có thể cho tôi một cái chân thỏ được không? Người này có lẽ không nhận ra người mà Ngô Bình đóng giả, cho nên Ngô Bình gật đầu, được chứ, mời ngồi, vừa nói anh vừa xé một cái đùi thỏ đưa cho đối phương. Người đàn ông cũng không khách khí, nhận lấy cắn một miếng nói, ba ngày chưa được ăn, món này ngon thật đấy. Ngô Bình chớp chớp mắt. Hỏi tôi ở ngọn núi đối diện, người anh em đang canh giữ ngọn núi này sao? Đối phương cười nói, đúng vậy, tôi đã ở chỗ này mấy ngày, cùng hai người khác canh giữ ngọn núi này. Hừm, nơi này có gì mà phải canh giữ cơ chứ, linh dược cũng không phải loại cao cấp, hơn nữa người có tu vi thấp không dám đến trộm, tu vi cao thì không thèm đến trộm. Ngô Bình, dù sao cũng là địa bàn của môn phái, nhất định phải có người trông chừng. Chịu đựng thêm chút nữa đi, người khác thay ca là được nghỉ ngơi rồi. Người đàn ông thở dài, còn sớm, chúng tôi còn phải đợi hơn 2 tháng. Ngô Bình, địa bàn của chúng ta lớn như vậy, không biết có bao nhiêu đồng môn đang canh giữ, chúng ta chỉ là một trong số họ. Người đàn ông gật đầu, không sai, bán kính nghìn dặm quanh đây đều là của chúng ta, mỗi một ngọn núi, mỗi một cánh rừng đều phải trông coi. Ngô Bình sửng sốt. Bán kính nghìn dặm, có vẻ như lãnh thổ của Tiêu Diêu Môn khá lớn. Sau khi ăn thịt thỏ với người đàn ông này, Ngô Bình cũng khai thác được rất nhiều thông tin và có hiểu biết nhất định về Tiêu Diêu Môn. Tiêu Diêu Môn là một thế lực trong vũ trụ chính, là nhóm người đầu tiên định cư ở Cửu Dương Cảnh, vì vậy họ đã phái người đi chiếm một số vùng đất, đồng thời thu thập các loại thảo dược ở đây, sau đó bán chúng ra bên ngoài. Sau khi ăn thịt xong, Ngô Bình lấy ra một bầu rượu, cùng đối phương uống vài chén. Họ vừa uống rượu vừa nói rất nhiều chuyện. Người kia hỏi, người anh em, anh có làm thêm việc phụ không? Ngô Bình không hiểu việc phụ là việc gì, nên chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng đối phương lại hiểu lầm rằng anh đã thừa nhận nên gật đầu nói, không còn cách nào khác, cấp trên phái chúng ta tới đây, chỉ cho tôi một ít tiền như vậy đâu thể làm được việc gì. Nếu không tự thân vận động, chúng ta sẽ chết đói ở đây. Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một tấm bản đồ, sư huynh, tấm bản đồ này tôi đã mua bằng rất nhiều tiền, anh có không? Ngô Bình xem qua, bản đồ đánh dấu phạm vi của Tiêu Diêu Môn cũng như phạm vi của một số thế lực xung quanh. Một số ngọn núi, một số khu rừng và thung lũng được đánh dấu cụ thể. Ngô Bình nói, bản đồ của anh còn chi tiết hơn của tôi, anh nhớ mình đã tìm thấy một tấm bản đồ trên người nam tu sĩ đã chết nhưng anh không xem kỹ. Lúc này anh mới lấy bản đồ đó ra so sánh với đối phương, hóa ra bản đồ của đối phương đánh dấu nhiều địa điểm hơn. Người kia hào sảng, nói, người anh em,
bản đồ của anh cũ quá rồi, mau sửa theo của tôi đi. Ngô Bình biết đây là chuyện tốt, vội vàng lấy bút ra, dùng màu sắc khác nhau đánh dấu những nơi không có trên bản đồ. Đối phương cười nói, những cái chấm đỏ đều có linh dược cấp 8 trở lên, chỉ cần tìm được một cái, liền kiếm được rất nhiều tiền. Những cái chấm xanh đều có linh dược cấp 7, những cái chấm đen đều có linh dược cấp 5 hoặc 6. Tu vi của chúng ta không cao, tìm được một ít linh dược cấp 5 và cấp 6 là tốt rồi, còn cấp 7 và cấp 8 thì bỏ đi. Những linh dược này bình thường đều được bảo vệ bởi cao thủ đặc biệt, nói chung là đừng có tơ tưởng đến. Ngô Bình phát hiện trên bản đồ của đối phương có hai chấm to màu vàng, nhưng chúng không nằm trong lãnh thổ của Tiêu Diêu Môn. Anh hỏi, người anh em, hai nơi này có loại linh dược gì vậy? Nghe nói là linh dược cấp 11 cùng linh dược cấp 12. Hừm, chúng ta cũng không biết nó là cái gì. Linh dược cấp 11 và cấp 12. Ngô Bình tim đập thình thịch, nói, vậy thì không liên quan gì đến chúng ta. Sau khi uống rượu trong bầu, đối phương liền rời đi vì anh ta còn phải đi tuần tra núi. Có vô số dược liệu có người bảo vệ, đặc biệt là linh dược cấp 4 trở lên. Các loại linh dược này cơ bản đều được ghi lại. Nếu trong ca làm thất thoát, các đệ tử này sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cũng có những linh dược không có tên trong danh sách. Rốt cuộc, với phạm vi lớn như vậy, một số dược liệu mới sẽ luôn được sinh ra. Người nào phát hiện ra dược liệu mới sẽ không báo cáo, sau đó lén lút thu gom dược liệu đem bán lấy tiền. Sau khi người đàn ông rời đi, Ngô Bình bắt đầu tìm kiếm khu vực được đánh dấu bằng chấm đỏ, nơi thường có linh dược cấp 8 trở lên, có thể là cấp 8, cấp 9, thậm chí cấp 10. Những khu vực có linh dược cao cấp này thường tràn ngập linh khí, rất dễ sinh ra dược liệu mới. Những đệ tử phụ trách này đương nhiên không dám hái linh dược cao cấp như vậy, nhưng họ có thể hái những dược liệu khác không có trong danh sách. Người chia sẻ bản đồ với Ngô Bình trước đây sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng Ngô Bình thực sự dám hái những loại linh dược cấp 8, thậm chí là cấp 10. Các chấm đỏ phía trên đánh dấu 9 địa điểm, Ngô Bình lập tức đi về phía chấm đỏ gần nhất. Đây là một khu rừng cổ xưa, diện tích tuy nhỏ nhưng linh dược rất phong phú. Khi đến gần khu rừng, Ngô Bình nhìn thấy nhiều cao thủ mạnh mẽ đang canh giữ bìa rừng. Anh quan sát một hồi, sau đó thi triển bí thuật ẩn thân, không để lộ ra một tia khí tức nào, sau đó lẳng lặng đi vào rừng cây. Đây là một trong những khu vực trọng điểm của Tiêu Diêu Môn, khắp khu rừng đều có lính canh bí mật, rất nhiều người nấp trên những cây lớn hoặc trong bụi cây để theo dõi xung quanh. May mắn thay, họ không thể nhìn thấy sự tồn tại của Ngô Bình nên anh có thể di chuyển theo ý muốn, nhưng anh phải cẩn thận để không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Dấu vết trên bản đồ rất sơ sài, anh chỉ biết trong khu rừng này có linh dược cấp 8 trở lên, còn số lượng bao nhiêu, ở đâu thì không biết. Vì vậy, bây giờ anh chỉ có thể tiến hành tìm kiếm trong âm thầm, tìm kiếm từng chỗ một. Anh mở thần niệm của mình và bắt đầu tìm kiếm từ phía đông. Lần tìm kiếm này, anh tìm được đa số là linh dược cấp 4, 5 hoặc 6. Không thể nói là khắp nơi đều có linh dược, nhưng cứ cách nhau một đoạn là đều sẽ có thứ thu được. Nơi này linh dược cấp 2 và cấp 1 hầu như không có, linh dược cấp 3 cùng cấp 4 là nhiều nhất. Để tránh bị phát hiện, Ngô Bình chỉ lấy linh dược cấp 5 trở lên. May mắn thay, bí thuật của anh rất huyền diệu, anh đi đến đâu thì phạm vi 10 mét quanh đó cũng sẽ được ẩn đi. Ngô Bình thu thập ngày càng nhiều linh dược, càng đi sâu vào trung tâm khu rừng thì càng gặp được linh dược cấp cao. Anh đã bắt đầu gặp linh dược cấp 7, thậm chí là linh dược cấp 8. Chấm chấm. Nếu trên đường gặp phải lính canh, anh sẽ lặng lẽ tránh xa, không hái dược liệu gần đó. Đương nhiên, những lính canh này mỗi ngày đều ở đây, bọn họ sớm đã thả lỏng cảnh giác. Bọn họ hoặc là đang ngủ, đang đọc sách hoặc đang ăn, còn có một số nam nữ đang chơi game ở đó. Cuối cùng, tại một cái ao cạn, anh lần đầu tiên phát hiện linh dược cấp 9 cùng linh dược cấp 10. Trong cái ao nhỏ mấy mẫu đất kia, kỳ thực có 3 cây linh dược, trong đó có 2 cây là linh dược cấp 10, 1 cây là linh dược cấp 9. Điều thú vị là trong 3 cây linh dược, có 2 cây linh dược cấp 10 bị cỏ dại bao phủ, nếu không phải anh có cái mũi nhạy bén thì căn bản không tìm được. Ngược lại, cỏ dại xung quanh linh dược cấp 9 đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nó lộ ra rõ ràng trước mắt anh.
Anh biết hai cây linh dược cấp 10 này hẳn là về sau mới sinh ra thêm, nhưng vẫn luôn được ngụy trang như thế này. Có lẽ, ngay cả người tuần tra ở đây cũng không biết sự tồn tại của chúng. Đến thời điểm thích hợp, hai cây đan dược cấp 10 này sẽ bị người trong rừng lặng lẽ đào lên, mang đi. Ngô Bình ngồi trên bờ, tay phải ấn lên mặt nước, bí lực truyền đi rất xa, hai cây đan dược cấp 10 bị một bàn tay vô hình kéo vào trong nước, sau đó đi về phía anh. Trong quá trình này không có âm thanh, chỉ có những xoáy nước nhỏ trên mặt nước. Nhưng đây là chuyện bình thường trong ao, dù sao trong ao có tôm cá, còn có gió thổi qua. Rất nhanh, hai cây linh dược cấp 10 tiến vào trong phạm vi 10 mét của Ngô Bình, nhanh chóng bay vào trong tay anh. Trong hai cây này, một loại có quả màu xanh mọc trên cây nhỏ trông như bạch ngọc, quả to bằng quả óc chó, tỏa ra mùi thơm lạ và đã chín. Linh dược còn lại là một loại cỏ nước trông có vẻ tầm thường được bao phủ bởi những chữ phù văn bí ẩn. Anh cẩn thận cất linh dược đi, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Vừa định rời đi, anh chợt nghe thấy tiếng ai đó đang bay tới, cho nên liền đứng im không nhúc nhích. Chỉ thấy có ba người đang lơ lửng trên ao, và bắt đầu tìm kiếm linh dược cấp 10 xung quanh. Ba người này gồm một người đàn ông trung niên và hai thanh niên. Người đàn ông trung niên tìm hồi lâu, cũng không tìm được linh dược. Ông ta vẻ mặt khó coi, nhìn một người thanh niên rồi sẵn giọng hỏi, linh dược nơi này đâu? Người thanh niên hoảng sợ nói, Ngưu trưởng lão, ba ngày trước tôi tới đây kiểm tra, tình trạng của chúng vẫn còn tốt, lại giấu trong cỏ dại, rất khó tìm được. Ngưu trưởng lão tát vào mặt thanh niên, tức giận nói, thằng khốn. Tôi đã chờ linh dược này 47 năm, vậy mà cậu lại làm mất. Cậu nên chết đi. Ngưu trưởng lão, xin tha cho tôi. Thanh niên quẫn bách, liên tục cầu xin. Ngưu trưởng lão giơ tay định giết người thanh niên thì một người thanh niên còn lại nói, bố, chuyện đã đến nước này, trước tiên chúng ta cần truy ra tung tích của linh dược đã. Giết hắn cũng không ích lợi gì, để hắn đi tìm manh mối thì hơn. Ngưu trưởng lão rút tay về, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía, tựa hồ muốn tìm ra kẻ trộm linh dược. Thật không may, ông ta không thể tìm thấy Ngô Bình và tất cả những gì ông ta thấy là một mảng thực vật thủy sinh. Từ trước đến nay, trong số những người trong rừng, chỉ có cậu biết đến loại đan dược này. Nói cho tôi biết, ai trộm đi, Ngưu trưởng lão âm trầm hỏi. Người nọ nói, Ngưu trưởng lão, chẳng lẽ là người bên ngoài vào ăn trộm đan dược. Tên đó mèo mù vớ cá rán, tình cờ tìm thấy linh dược này. Ngưu trưởng lão híp mắt, ý của cậu là người ngoài. Trong rừng có mấy trăm người canh giữ, lại nhiều cạm bẫy, ai có thể tiến vào. Một người thanh niên khác nói, bố, chẳng lẽ người canh gác nơi này trộm cắp sao? Bọn họ tình cờ phát hiện ra đan dược cấp 10, cho nên sinh lòng tham mà cướp đoạt linh dược. Ngưu trưởng lão nghe xong gật đầu liên tục, khả năng này rất cao. Đi thôi, tập hợp mọi người lại. Tôi muốn tra xem kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà còn dám trộm linh dược của trưởng lão. Ngay sau đó, nhóm người rời đi để điều tra tung tích của linh dược. Ngô Bình xem náo nhiệt một hồi, sau đó tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Anh mới chỉ tìm kiếm 1/3 khu rừng này, vẫn còn 2/3 đang chờ anh khám phá. Ngô Bình tiếp tục tìm kiếm trong rừng, nhưng kể từ đó anh không gặp linh dược cấp 9 hoặc cấp 10 nữa. Nhưng lại gặp rất nhiều linh dược cấp 8 và cấp 7. Anh cũng không khách sáo mà hái trộm bất cứ linh dược nào đang không được giám sát. Ngưu trưởng lão vẫn ở trong rừng điều tra xem ai đã lấy trộm linh dược của mình, trong lúc đó Ngô Bình đã âm thầm đào trộm tất cả dược liệu có thể đào được. Rất nhanh, anh đã tìm khắp khu rừng một lượt. Tổng cộng anh tìm được 2 cây linh dược cấp 10, 5 cây linh dược cấp 8, 24 cây linh dược cấp 7, 130 cây linh dược cấp 6. Hơn 300 cây linh dược cấp 5 cùng hàng ngàn cây linh dược cấp 4. Trên thực tế, linh dược cấp 4 so với số anh đào được còn nhiều hơn, nhưng thời gian có hạn, cho nên anh chỉ nhặt những thứ cần thiết, để lại một số lượng đáng kể. Lúc anh rời khỏi rừng cây, còn có thể nghe thấy tiếng Ngưu trưởng lão giống to, hiển nhiên là không tìm được người đánh cắp linh dược cấp 10. Ngô Bình nghỉ ngơi một lát, sau đó đi đến vị trí thứ hai được đánh dấu chấm đỏ. Nơi này rất xa, chạy nửa ngày vẫn không tới được. Thấy trời đã khuya, anh tìm một hang động trên ngọn núi gần đó. Từng có một con gấu đen sống trong hang,
nhưng Ngô Bình đã đuổi con gấu đen đi, dọn dẹp hang động một chút, sau đó dùng nước ngâm một số cây linh dược cấp 4. Nước ngâm linh dược này có thể khử mùi, đuổi muỗi, có mùi thơm nhẹ. Dọn dẹp xong, anh lấy lò luyện đan ra, bắt đầu luyện đan. Hôm nay anh hái được không ít dược liệu, nên giờ đã thu thập đủ dược liệu cần thiết cho tầng thứ nhất của cửu chuyển luyện thai pháp. Lúc này anh lấy ra 18 loại dược liệu, bắt đầu luyện chế đan dược. Đan dược này cần thiết cho tầng đầu tiên cửu chuyển luyện thai pháp, được gọi là đại linh nguyên đan. Luyện chế đại linh nguyên đan không khó, dược liệu cũng không phải đặc biệt khó tìm, cho nên anh rất nhanh đã thu thập đủ dược liệu. Rất nhanh, lò đan thứ nhất đã được luyện chế xong, đan dược cấp 5, là đan thượng phẩm. Nhưng với tư cách là một đan sư, Ngô Bình đương nhiên không hài lòng, vì vậy anh đã luyện một lò đan thứ hai. Lò thứ hai, đan thành cực phẩm. Lò thứ ba, đan thành tuyệt phẩm. Đến đây, anh mới có chút hài lòng. Anh thu hồi lò luyện đan, cầm lấy một viên đại linh nguyên đan cực phẩm, bắt đầu tu luyện tầng 1. Quá trình tu luyện tương đối phức tạp, có thần chú, động tác, còn phải có sức mạnh liên kết với các chiều không gian khác nhau. Ngô Bình đã luyện tập gần như cả đêm, cuối cùng đã thành công tu luyện xong tầng 1. Giờ khắc này, anh cảm giác bí thai của mình rõ ràng đã mạnh lên. Anh đang tu luyện thì nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài hang động. Không biết đạo hữu nào đang ở trong động. Ngô Bình cau mày, nửa đêm ở nơi hoang vu này còn mò tới cửa làm gì? Anh lạnh lùng đáp, có chuyện gì vậy? Người đàn ông bên ngoài cười nói, tôi từ xa đã ngửi được mùi thơm của đan dược, đạo hữu bên trong đang luyện đan sao? Ngô Bình, có luyện đan hay không không liên quan gì đến ông. Đối phương cũng không tức giận, cười nói, xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ. Tại hạ Lý Giản, là một người buôn bán dược liệu đi ngang qua đây. Tôi tình cờ biết một vài điều về thuật luyện đan, ngửi thấy mùi thơm của đan dược, nên tôi muốn đến trò chuyện với các hạ chứ không có ác ý gì. Ngô Bình ngẫm nghĩ nói, nếu vậy thì xin mời vào. Một người đàn ông trung niên giàu có bước vào, ông ta mặc một bộ đồ thổ cẩm màu đen. Ông ta bước vào cúi đầu chào và nói, tham kiến đan sư. Ngô Bình gật đầu, nơi núi đồi cằn cỗi. Không có gì để tiếp đãi, mời các hạ ngồi xuống đất. Người đàn ông trung niên cũng không ngại, thản nhiên ngồi xuống một phiến đá, cười nói, ban nãy đan sư đang luyện đan sao? Ngô Bình không phủ nhận nói, tôi đang luyện chế một loại đan dược có thể trợ giúp cho bí thai. Đôi mắt người đàn ông trung niên sáng lên, hữu ích cho bí thai sao? Tôi không biết đó là đan dược gì. Ngô Bình lấy ra viên đại linh nguyên đan đầu tiên do mình luyện chế. Đưa cho người đàn ông trung niên một viên rồi nói chính là loại đan dược này. Người đàn ông trung niên ngửi nó, sau đó nhắm mắt lại để thưởng thức nó trong vài phút. Ông ta lại mở mắt ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nói tôi chưa từng thấy qua loại đan dược này, nhưng tôi có thể khẳng định, loại đan dược này một khi tung ra, nhất định sẽ bị bí cảnh tu sĩ giành giật. Ngô Bình, đây là công thức luyện đan cũ mà tôi tình cờ tìm thấy. Người đàn ông trung niên, các hạ có thể bán viên đan này cho tôi không? Đối với Ngô Bình thì không thành vấn đề, anh đã uống rồi, số đan còn lại cũng không còn tác dụng với anh. Huống hồ, nếu không có tâm pháp tương ứng, chỉ uống đan dược cũng không có cách nào tu luyện thành công tầng thứ nhất. Bán nó cho ông đương nhiên là được, nhưng giá của đan dược này hơi cao, anh nói. Người đàn ông trung niên cười nói, cao thấp không thành vấn đề. Chỉ cần là đan dược tốt, cho dù đắt cỡ nào cũng không thành vấn đề. Ngô Bình không vội ra giá mà hỏi, vừa rồi ông nói ông là người buôn dược liệu, ông có mang theo dược liệu sao? Người đàn ông trung niên cười nói, tất nhiên là có. Ngay cả khi tôi không có nó bên người, thì tôi cũng có thể cử người mang đến. Câu sau kỳ thực chính là nhắc nhở, bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể gọi người tới, nên tốt nhất đừng nghĩ tới việc lừa gạt ông ta. Ngô Bình, tôi cũng đang muốn mua một số loại dược liệu, tôi có thể xem hàng của ông không? Người đàn ông trung niên mỉm cười lấy ra một cuốn sách dày cộp, sau khi mở ra, trong sách có các cương mục, trên các trang còn ghi chép hình ảnh các loại dược liệu. Trên mỗi trang có 25 loại dược liệu, cả mặt trước và mặt sau. Ngô Bình nhận lấy nó và lật vài trang, phát hiện ra rằng có một không gian thứ nguyên ẩn dưới bức tranh,
từ đó có thể trực tiếp lấy ra dược liệu thật. Anh không khỏi thán phục, nói, đây quả là món bảo vật tuyệt vời. Cuốn sách này có bao nhiêu trang? Người đàn ông trung niên nói, đây là một pháp khí tên là Dược Điển Đại Thiên, Dược Điển tổng cộng có 15,820 trang, có một số trang trống, nhưng cơ bản tất cả các trang đều được lấp đầy. Ngô Bình, có vẻ như ông là một tay buôn thuốc lão làng. Người đàn ông trung niên xua tay, không dám, chỉ là buôn bán nhỏ. Bất cứ loại thuốc nào mà đan sư cần, có thể trực tiếp lấy từ trong dược điển này. Ngô Bình đóng dược điển lại hỏi, chi phí bao nhiêu để mua được cuốn dược điển này? Người đàn ông trung niên hà hà cười và nói, đây là máu thịt của tôi, là bảo vật vô giá, tuyệt đối không thể bán đi. Ngô Bình có chút áy náy nói, cho dù ông có bán đi, chỉ sợ cũng mua không nổi. Rồi anh mở lại dược điển để tìm những dược liệu mình cần. Anh bắt đầu tìm kiếm linh dược cấp 7. Người đàn ông trung niên nhìn ngó một lúc rồi cười nói, nếu đan sư đang tìm kiếm linh dược cấp 7 thì có thể sử dụng một phương pháp tiết kiệm sức lực hơn. Nói xong, ông ta vỗ tay nói với dược điển, ta muốn xem hết linh dược cấp 7. Ngay lập tức, hàng ngàn tia sáng từ dược điển bay ra, những tia sáng này ngưng tụ lại trong không khí tạo thành những bức tranh, mỗi bức tranh đại biểu cho một loại linh dược cấp 7. Ngô Bình vươn tay và gõ vào một bức tranh, trang tương ứng mở ra. Sau khi học được cách sử dụng, việc tìm kiếm thuốc của Ngô Bình hiệu quả hơn rất nhiều, anh nhanh chóng tìm thấy hơn 100 loại dược liệu cần thiết cho tầng 2 và tầng 3 cửu chuyển luyện thai pháp. Anh lấy dược liệu cần thiết ra rồi hỏi, những loại dược liệu này có giá bao nhiêu? Lý Giản cười nói, tôi sẽ bán ra giá vốn cho đan sư là 25 triệu đồng tiền. Bình thường mà nói, tôi sẽ tính ít nhất 40 triệu đồng tiền. Ngô Bình gật đầu, vui vẻ trả 25 triệu rồi cười nói, ông bán cho tôi dược liệu với giá vốn, tôi đương nhiên cũng không thể chặt chém ông. Thế này thì sao, viên đan dược thượng phẩm của tôi bán cho ông giá 1 triệu đồng tiền. Lý Giản nghe vậy thì mừng lắm, loại đan dược này đối với gia đình ông ta có công dụng vô cùng lớn, không thể đo đếm bằng tiền. Giờ Ngô Bình ra giá hữu nghị 1 triệu đồng tiền. Như vậy thật sự không đắt. Trong lò thứ nhất, Ngô Bình luyện chế ra 4 viên đại linh nguyên đan, anh hỏi, tôi có 4 viên, ông muốn bao nhiêu? Lý Giản không chút do dự nói, đương nhiên là tôi muốn tất cả. Ngô Bình ngay lập tức đưa 3 viên đan còn lại cùng với một cái lọ cho Lý Giản. Lý Giản cười hỏi, có thể luyện chế ra đan dược phi thường như vậy, đan sư chắc chắn có trình độ rất cao. Ngô Bình, cũng tạm được. Lý Giản mở ra một trang sách màu vàng kim, mỏng và sáng lấp lánh. Ông ta đưa trang sách cho Ngô Bình, cười nói, đan sư, mời đan sư xem qua, không biết loại đan dược này có thể luyện được không? Ngô Bình liếc nhìn, đó là một công thức luyện đan dùng linh dược cấp 6 tên là Linh Hư Đan. Trang sách này ghi lại phương pháp luyện đan tỉ mỉ và rất nhiều chi tiết quan trọng. Anh hơi kinh ngạc, nói công thức luyện đan này rất chi tiết. Chỉ cần tìm một đan sư luyện chế là được. Lý Giản thở dài, tôi đã làm như vậy, cả thảy đã tìm 12 vị đan sư, nhưng đều thất bại, dược liệu tốt đều lãng phí. Ngô Bình cảm thấy kỳ quái, 12 đan sư đều thất bại. Lý Giản gật đầu, đan dược này rất quan trọng với tôi, không biết đan sư có thể luyện chế nó hay không. Ngô Bình không khẳng định chắc nịch, chỉ bình thản đáp, tôi có thể thử, nhưng không đảm bảo thành công. Lý Giản vội vàng nói, không sao cả, tôi tin tưởng trình độ của đan sư. Hơn nữa, có thể thử mấy lần. Ông ta nhanh chóng lấy ra những dược liệu cần thiết cho việc luyện đan và đặt chúng trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình bắt đầu dọn dẹp lò luyện đan, Lý Giản lúc này cũng trò chuyện thân mật hơn, tên của đan sư là gì? Ngô Bình, chúng ta cùng họ. Hóa ra đan sư cũng họ Lý, thật tốt. Lý Giản cười nói, Lý đan sư nhất định là vừa mới tới đây không lâu phải không? Ngô Bình, tôi mới tới mấy ngày, làm sao ông biết? Lý Giản cười nói, đan sư có địa vị cao quý như vậy thường không sống trong một ngọn núi cằn cỗi thế này. Cách đây không xa có thành Xích Dương, nhà trọ ở đó thoải mái hơn nhiều so với bên ngoài, nó cũng là nơi yên tĩnh, thích hợp để luyện đan. Ngô Bình, thật sao? Lần đầu tiên đến đây nên tôi cũng không rõ lắm. Vừa hay,
mong ông chủ Lý nói cho tôi biết sơ qua về tình hình Cửu Dương Cảnh. Lý Giản gật đầu, sau đó kể cho anh mọi thứ ông ta biết về Cửu Dương Cảnh. Cửu Dương Cảnh này kỳ thực là một không gian thần bí trong vũ trụ chính, nghe nói có thể là do Cửu Dương Đạo Tôn mở ra. Linh khí ở Cửu Dương Cảnh rất dồi dào, linh dược các loại phong phú. Sau đó, các thế lực lớn lần lượt tiến vào đây, chiếm đóng các địa bàn. Theo thời gian, nhiều thành trì đã mọc lên, chẳng hạn như thành Xích Dương gần đây là một trong số đó. Có 9 khu vực ở Cửu Dương Cảnh, đó là khu Tử Dương, khu Xích Dương, khu Bạch Dương, khu Thanh Dương, khu Kim Dương, khu Huyền Dương, khu Thiếu Dương, khu Cực Dương và khu Huyễn Dương. 9 khu vực đều có một luồng linh khí chiếm ưu thế, được chia thành Thượng Tam Dương, Trung Tam Dương và Hạ Tam Dương. Chất lượng và chủng loại linh dược ở những khu vực này cũng khác nhau. Khu vực họ đang ở chính là khu Xích Dương, thuộc Hạ Tam Dương. Ngô Bình, dược liệu ở khu Trung Tam Dương hẳn là quý hơn Hạ Tam Dương đúng không? Lý Giản, nhìn chung thì chất lượng cao hơn, đắt tiền hơn và số lượng nhiều hơn. Có người nói rằng Hạ Tam Dương là cảnh giới ban đầu của Cửu Dương Đạo Tôn, Trung Tam Dương đều là cảnh giới phía sau khi thăng cấp, Thượng Tam Dương là cảnh giới sau cùng khi đột phá cực hạn, cho nên Thượng Tam Dương có dược liệu tốt nhất. Ngô Bình nói, Cửu Dương Cảnh đã bị các thế lực chiếm cứ, tôi muốn thu thập một ít đan dược thôi cũng thật sự rất khó khăn. Lý Giản cười nói, đó là đương nhiên, nơi nào có đan dược, nơi đó có lính canh, người ngoài làm sao có thể đào được. Có điều đan sư không cần lo lắng, đan sư cần dược liệu gì đều có thể mua từ tôi, hơn nữa còn được mua với giá vốn. Ngô Bình, vừa rồi tôi đọc dược điển, trên đó hình như không có linh dược cấp 11. Lý Giản cười khổ nói, cấp 11 linh dược là báu vật chân quý, ai lại đi bán? Nhà tôi có 2 cây, có điều không ghi vào dược điển này. Ngô Bình, xem ra linh dược cấp 11 so với linh dược cấp 10 thì giá trị cao hơn rất nhiều. Lý Giản, không sai, một cây linh dược cấp 11 có thể đổi lấy hơn 10 cây linh dược cấp 10, đó là trong trường hợp người ta đồng ý cho đổi đấy nhé. Có thể nói nếu có linh dược cấp 11 thì chẳng khác nào có đủ khả năng tự lập môn phái. Ngô Bình, ô, sao lại nói vậy? Lý Giản, đan sư không biết sao. Linh dược cấp 11 thực chất là tinh linh hùng mạnh, tương đương với cao thủ thần thông. Ngô Bình, thì ra là như vậy. Chắc là linh dược cấp 11 của ông chủ Lý cũng vậy. Lý Giản gật đầu, đúng vậy, hai linh dược cấp 11 trong nhà tôi cũng rất mạnh. Năm đó có cao thủ tới cướp nhà, may mắn là hai vị lão tổ đã ra tay, giết chết kẻ cướp. Ngô Bình, ông gọi linh dược là lão tổ. Lý Giản cười và nói, vâng, hai cây linh dược này đã ở trong gia đình tôi hơn 500 năm. Tôi gọi một trong số chúng là thanh tổ và một loại khác là lam tổ. Ngô Bội, tinh linh cỏ cây có sức mạnh như vậy, xem ra chuyện này và môi trường của Cửu Dương Cảnh có liên quan với nhau. Lý Giản, hẳn là như vậy. Dù sao bên ngoài cực hiếm linh dược cấp 11, cao nhất là cấp 10. Nhưng ở Cửu Dương Cảnh, trong lịch sử đã ra đời rất nhiều linh dược cấp 11, 12. Vừa nói chuyện, Ngô Bình vừa bắt đầu luyện đan. Quá trình luyện chế thành công ngay từ lò thứ nhất, luyện ra 2 viên đan trung thượng phẩm. Lý Giản nhận lấy đan dược mà kích động đến nỗi run lên, nói, thành công rồi, Lý đan sư thành công rồi. Thật tốt quá. Ngô Bình gật đầu, vươn tay lấy dược liệu cho hai lò đan dự bị rồi nói, ông chủ Lý, đan dược tôi đều đưa cho ông, còn lại dược liệu coi như là tiền công của tôi. Lý Giản cười ha ha đáp, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Lúc này trời đã tang tảng sáng, Lý Giản mời Ngô Bình, Lý đan sư, tôi cũng đang đi tới thành Xích Dương, chúng ta cùng đi đi. Ngô Bình còn muốn đến những nơi khác để lấy một ít dược liệu nên anh từ chối ngay lập tức, tôi còn một số việc phải làm, khi nào có thời gian, tôi sẽ đến thành Xích Dương tìm ông chủ Lý. Lý Giản gật đầu nói, vậy được, tôi có một tấm bùa liên lạc ở đây, Lý đan sư đến thành Xích Dương thì hãy dùng nó để liên lạc với tôi sẽ đích thân đi đón. Sau khi hai người từ biệt nhau, Ngô Bình tiếp tục tiến về khu vực có linh dược thứ hai. Theo các dấu hiệu trên bản đồ, anh đang ở cách đó hàng nghìn dặm. Sau khi đi một quãng đường nhất định, cuối cùng anh nhìn thấy một đầm lầy rộng lớn, thỉnh thoảng có cây mọc trong đó, có
còn lại đa số là những bụi cỏ nước cao hơn đầu người. Khi đến gần đầm lầy, anh phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang tuần tra, thậm chí còn chặt chẽ hơn cả lính canh trong rừng. Anh ngay lập tức che giấu dấu vết của mình rồi lặng lẽ tiến vào đầm lầy. Đường trong đầm lầy không dễ đi, muỗi độc và rắn nước khắp nơi. Điều này dẫn đến việc phần lớn linh dược ở đây đều là dược liệu thủy sinh. Ngô Bình tiến vào đầm lầy, đi sâu mấy trăm mét, đang định tìm kiếm thì liền nghe thấy cách đó không xa có tiếng nói chuyện nhỏ. Một người trong đó nói, sư huynh, cửu thiên huyền liên này tại sao còn chưa lớn cơ chứ? Một người khác nói, vội cái gì? Đây là linh dược cấp 10, không thể lớn nhanh như vậy, nhưng không bao lâu nữa đâu, có lẽ chỉ khoảng 2 ngày nữa mà thôi. Ngô Bình dừng lại ngay tại chỗ. Một lúc sau, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của hai người rời đi, anh nhẹ nhàng lại gần linh dược. Anh nhìn thấy một dây leo xanh mướt chằng chịt trên một cây cổ thụ. Cây cổ thụ có tuổi thọ hàng nghìn năm, cao đến mấy người ôm mới xuể. Cây leo này đã leo đến vị trí cao nhất, trên dây mọc ra 6 thứ quả giống như hạt đậu dài màu vàng, dày bằng ngón tay út, dài chừng một thước, bên trong hình như có một ít hạt đậu. Giờ phút này có thể thấy được giữa chuyên gia và người thường có sự khác biệt, hai người trước đó đều tập trung vào hạt đậu trên cây, cho rằng thứ quả này nhất định là linh dược chữa bách bệnh. Ngô Bình thì khác. Đôi mắt anh nhanh chóng tập trung vào rễ cây, bởi vì anh cảm thấy rằng sinh khí tập trung mạnh nhất ở đây. Anh lập tức rút dao găm ra và đào từ gốc xuống. Dây leo cực kỳ rậm rạp, anh đào hơn 3 mét mới đến được gốc chính của nó. Xung quanh gốc chính mọc lên một số mầm vàng, tương tự như mầm đậu tương, có hơn 100 mầm như vậy. Thấy vậy, Ngô Bình hai mắt sáng lên. Trước đây anh đã xem qua dược điển Đại Thiên, trên đó có một số trang trống. Trên đó chỉ ghi tên và hình ảnh của dược liệu, còn dược liệu tương ứng thì không có. Một trong số đó là thứ tương tự như hạt mầm vàng này. Nó được mệnh danh là địa bảo, nghĩa là bảo vật của đất, là dược liệu cực kỳ trân quý. Hơn nữa không phải linh dược cấp 10, mà là linh dược cấp 11. Ngay khi Ngô Bình chạm vào mầm vàng, vô số rễ mọc ra từ mặt đất, quấn lấy Ngô Bình ngay lập tức. Có thể thấy dây leo trên kia chẳng qua là con rối của bảo vật trong lòng đất, là vũ khí tự vệ của nó. Ngô Bình cảm thấy rễ đang ngày càng siết chặt, vì vậy anh bắt đầu nói chuyện với nó, tao không có ác ý. Mày đã bị chúng phát hiện, nếu không rời khỏi nơi này, thì chắc chắn mày sẽ bị bắt đi. Một tia ý thức được hạt mầm vàng truyền tới, tôi sẽ không tin anh. Ngô Bình, mày có tin hay không không quan trọng. Quan trọng là nếu mày cùng tao ra đi thì đôi bên đều có lợi. Tao sẽ không làm hại mày, chỉ cần thỉnh thoảng chắt cho tao xin một ít linh dịch là được rồi. Thì ra dược tính của linh dược này nằm ở trong nước cốt của nó. Nước cốt này được gọi là linh dịch của đất, là một loại bảo dược cực kỳ hiếm có, hơn nữa hạt đậu của nó cũng có thể dùng làm thuốc. Hiệu quả của nó tương đương với linh dược cấp 9, thậm chí là cấp 10. Nghe những gì Ngô Bình nói. Hạt mầm vàng nói, anh nói đưa tôi đi sẽ có lợi cho tôi. Ngô Bình, chắc chắn rồi. Tao có thể tìm cho mày một môi trường phù hợp hơn để phát triển. Mày mặc dù mạnh nhưng cũng có vô số tu sĩ mạnh trong thế giới này, mày cũng không thể ở chỗ này vĩnh viễn đúng không? Địa bảo suy nghĩ một chút rồi nói, tôi thấy anh không có ác ý, vì vậy tôi sẽ tin tưởng anh một lần. Lời này vừa dứt, tất cả dây leo đột nhiên thu lại. Cuối cùng hóa thành một quả cầu gỗ màu xanh to bằng lòng bàn tay, rơi vào trong tay Ngô Bình. Ngô Bình hai mắt sáng lên, nói, linh dược cấp 11 mạnh đến mức có thể thay hình đổi dạng. Địa bảo, từ giờ tao sẽ gọi mày là A Chân. Địa bảo đáp, tùy anh. Ngô Bình cất quả cầu gỗ đi và tiếp tục tìm kiếm linh dược trong khu vực này. Linh dược ở đây tương tự như trong rừng, khắp nơi đều có thể tìm được linh dược dưới cấp 4. Ngoài ra còn có rất nhiều linh dược cấp 5, cấp 6. Anh cũng không khách sáo mà gặp những thứ có thể đào được là lập tức đào hết đi. Anh ở trong đầm lầy đào bới hơn một ngày, đến ngày thứ hai liền thấy nơi này đông đúc lên rõ rệt. Rất nhiều người không ngừng bay qua đầu anh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Anh suy luận rằng sau khi A Chân biến mất, những lính canh ở đây hẳn đã rất hoảng hốt và họ đang tìm kiếm kẻ đã đánh cắp thứ mà họ cho là linh dược cấp 10. Đầm lầy quá lớn, Ngô Bình ẩn nấp kỹ đến nỗi những người này căn bản không phát hiện ra anh.
Trong khi Ngô Bình đang ung dung thu thập các loại linh dược thì một người nào đó đột nhiên lao tới và đâm thẳng vào kết giới mà anh đã thiết lập. Đó là một cô gái mặc bộ đồ bó màu xanh lá cây, khoảng 20 tuổi, ngoại hình xinh xắn. Cô gái này bị thương nặng, ngực chảy nhiều máu, trên mu bàn tay còn có vết đâm. Cô gái đang liều lĩnh chạy vào kết giới của Ngô Bình thì đột nhiên ngã xuống đất. Ngô Bình và cô gái liếc nhìn nhau, cô gái yếu ớt nói, công tử, cứu tôi với. Vết thương của cô ấy đã chuyển màu đen, rõ ràng là bị nhiễm độc và cô gái này không thể sống được lâu nữa. Ngô Bình lập tức thở dài, anh một mình đi hái thuốc lại đột nhiên có một cô gái lao vào, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Anh hỏi, cô đến đây để thu thập dược liệu. Cô gái khẽ gật đầu, bố tôi tu luyện gặp sự cố, cần hai loại dược liệu nên tôi liều mạng trộm linh dược, không ngờ vừa hái linh dược đã bị phát hiện. Ngô Bình thở dài, lẽ ra anh có thể rời đi, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của cô, anh lại không đành lòng. Anh nói, tôi cầm máu cho cô trước đã, tạm thời chúng ta phải rời khỏi đây. Cô gái gật đầu, cảm ơn công tử. Ngô Bình băng bó vết thương cho cô. Sau đó lấy ra một con bù nhìn, bôi máu của cô lên đó rồi niệm chú, con bù nhìn chạy về một hướng như người sống. Sau khi bù nhìn rời đi, anh nói, cô đang chảy máu và mùi máu sẽ thu hút bọn chúng tới săn lùng. Bây giờ, cô phải uống thuốc này, nó sẽ che đi mùi máu trên người cô. Cô gái gật đầu, nhận lấy cây thuốc và nhai ngay lập tức. Thuốc vô cùng đắng và có mùi tanh khiến mặt cô nhăn nhó, nhưng cô vẫn nuốt xuống. Sau đó, Ngô Bình rắc một ít bột thuốc lên người cô trước khi dẫn cô đi. Hai người rời đi không đến 3 phút, một đám tu sĩ xuất hiện, theo sau là linh khuyển, lần theo mùi máu tươi đuổi theo hướng bù nhìn vừa chạy đi. Nửa giờ sau, Ngô Bình đã đưa cô gái ra khỏi đầm lầy, cả hai nghỉ ngơi trên một ngọn đồi cách đầm lầy hàng trăm dặm. Trên đồi có rất nhiều cây cối, Ngô Bình tìm một cái hốc cây rất lớn để ở tạm. Sau khi dọn sạch hốc cây, môi của cô gái đã thâm đen và ý thức của cô ấy đã bắt đầu mơ hồ. Ngô Bình bình tĩnh lấy ra hai loại dược liệu, dùng tay vắt lấy nước cốt, chắt ra khoảng 2 ngụm cho cô gái uống. Đồng thời, anh lau sạch cặn thuốc còn sót lại trên vết thương của cô gái. Màu đen trên môi cô gái dần dần mờ đi và khuôn mặt của cô ấy có thần sắc trở lại. Tuy nhiên, vết thương ngày càng đau, máu đen vẫn rỉ ra. Ngô Bình, thuốc đang loại bỏ chất độc, hôm nay cô sẽ cảm thấy đau một chút, nhưng sẽ bình phục vào ngày mai. Cô gái gắng gượng cảm ơn Ngô Bình, đa tạ công tử đã cứu mạng. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, cô tạm thời ở nơi này tĩnh dưỡng, tôi sẽ để lại một ít đan dược cho cô, 2 ngày nữa cô sẽ khỏi hẳn. Cô gái đáp, tiểu nữ không thể báo đáp ân tình của công tử nên vô cùng áy náy. Nhà tôi cách đây không xa. Xin mạo muội mời công tử đến nhà tôi, để tôi và gia đình được nói chuyện và cảm ơn công tử. Ngô Bình đang định từ chối, thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của A Chân, người phụ nữ này có khí tức của đất thần. Ngô Bình, đất thần, nó có đặc biệt quan trọng với mày không? A Chân, đất thần này rất cao cấp, chỉ cần một mảnh nhỏ cỡ hạt đậu là có thể giúp tôi hóa thành linh dược cấp 12. Ngô Bình liếc nhìn và thấy một chuỗi hạt màu xanh trên cổ tay của cô gái, khí tức đó dường như tỏa ra từ chuỗi hạt này. Anh mặt không đổi sắc, gật đầu nói, cũng tốt. Tôi là một y tiên, nói không chừng tôi có thể giúp cô giải quyết vấn đề của bố cô. Cô gái vui mừng khôn xiết, cảm ơn công tử. Lúc này, cô ấy mới tự giới thiệu, cô gái tên Văn Nhân Tử Y, nhà ở thành Bạch Sương, cha ở trong thành cũng được xem là nhân vật có tiếng. Đợi thương thế của cô ấy tốt hơn chút, Ngô Bình cùng Văn Nhân Tử Y đi đến thành Bạch Sương. Thành Bạch Sương nằm trên một ngọn núi lớn, độ cao so với mực nước biển khá cao, nên quanh năm đều bị sương và tuyết trắng bao phủ, nhìn xa chỉ thấy một vùng tuyết trắng. Từ xa nhìn thấy thành Bạch Sương, Ngô Bình cảm thấy khá tò mò, bèn hỏi, Văn Y cô nương, Bạch Song thành này xung quanh có đồng bằng rộng lớn, tại sao phải xây thành trên núi, mà không xây trên đồng bằng? Văn Nhân Tử Y nói, công tử đúng là có mắt nhìn, vừa nhìn đã biết vấn đề ở đâu. Đồng bằng bên dưới trông thì màu mỡ, thực ra cứ cách mười mấy năm đến 100 này thì sẽ có lũ lụt. Bão lũ rất đáng sợ, sóng có thể dâng lên đến 100 thước,
thành phố nào cũng không thể giữ được. Về sau, mọi người dứt khoát xây thành phố trên sườn núi, như vậy có thể tránh bị bão lũ đe dọa. Ngô Bình gật đầu, ra là vậy, tôi thấy Bạch Xương Thành này cũng không phải lớn. Đúng vậy, trong thành cũng chỉ có chừng 100 vạn dân. Thật ra người trong thành Bạch Xương, đa phần đều là người nhà thân thích của đệ tử Huyết Đao Môn. Ngô Bình, quanh đây là địa bàn của Huyết Đao Môn sao? Vậy cô đi đến chỗ đầm lầy kia, cũng là nhập môn. Văn Nhân Tử Y gật đầu, công tử, chuyện đầm lầy, chớ có nhắc đến nữa, bị người ngoài nghe thấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Ngô Bình, vậy nói về Huyết Đao Môn đi, môn phái này có bao nhiêu đệ tử, tu vi cao nhất là đến thần thông cảnh cấp mấy? Văn Y Tử Nhân, mạnh nhất ở Huyết Đao Môn có lẽ là Lão Tổ Huyết Đao, tu vi Lão Tổ rất cao, nghe nói đã mở thần môn. Thần môn, là giai đoạn sau của thần thông cảnh, so với thần anh cảnh còn cao hơn 2 cảnh giới. Sau khi khai mở thần môn, thần anh sẽ tiến hóa, trở nên mạnh và huyền diệu hơn. Ngô Bình, thì ra là cao thủ thần môn, xem ra Huyết Đao Môn này là thế lực rất mạnh. Văn Nhân Tử Y, đúng vậy, Huyết Đao Môn có 3.000 đệ tử, trong số những đệ tử chân truyền có vài người là cao thủ thần thông cảnh. Thực lực các trưởng lão cũng rất mạnh. Trong đó còn có cao thủ thần anh cảnh. Ngô Bình gật đầu, có thể chiếm giữ một vùng lớn như vậy, thực lực sao có thể yếu được. Vào đến thành, trên đường có không ít người chào hỏi với Văn Nhân Tử Y. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi vào một căn nhà rất lớn. Vào phòng khách, Văn Nhân Tử Y cho người dâng trà lên. Ngô Bình, Văn Nhân cô nương, xem ta nhà các cô ở thành Bạch Xương cũng rất có danh tiếng. Văn Nhân Tử Y, chưa đến mức, ông tôi trước kia từng là một đệ tử chân truyền của Huyết Đao Môn. Đáng tiếc sau này lại sụp đổ, gia tộc chúng tôi cũng sụp đổ theo. Đến đời cha tôi, tuy cố gắng tu hành, nhưng tư chất có hạn, không thể đạt đến trình độ như ông nội. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào, ông ấy nhìn thấy Văn Nhân Tử Y thì nói, Tử Y, con không sao chứ? Văn Nhân Tử Y lắc đầu, cha, con không sao. Con giới thiệu với cha, đây là Ngô Công Tử đã cứu mạng con. Ngô Công Tử, đây là cha tôi. Người đàn ông vội ôm quyền, cẩn thận thi lễ, nói công tử cứu mạng con gái tôi, đại ân đại đức, không có gì báo đáp. Ngô Bình đứng dậy nói, Nhân Văn tiên sinh khách sáo rồi, chỉ là tiện tay mà thôi. Văn Nhân Tử Y cho người làm lui xuống, lấy ra một gốc thảo dược, vui mừng nói cha, con tìm được cỏ khải linh rồi. Người đàn ông nhìn cỏ khải linh, khẽ thở dài, nói, muộn rồi. Hôm qua cha không kiềm chế được sức mạnh, kết quả khí tức hỗn loạn, bây giờ đã là một người tàn phế rồi. Nhân Văn Tử Y mặt biến sắc, sao lại vậy chứ? Người trung niên vỗ vai cô gái, Tử Y, con có thể quay về an toàn, là tốt nhất rồi. Cha không còn tu vi, cũng có thể sống được, con không cần lo lắng. Văn Nhân Tử Y khóc như mưa. Nức nở hỏi, cha, còn có cách nào cứu chữa không? Người trung niên cười khổ, cho dù có thể, thì nhân vật như vậy há lại giúp cha. Tử Y, đừng khóc, khiến ân nhân chê cười. Ngô Bình đi qua, anh quan sát một lúc, rồi nói, Văn Nhân tiên sinh tiến vào bí thai thất bại sao? Người trung niên ngây người, vội gật đầu, đúng vậy, ân nhân sao có thể nhìn ra được? Văn Nhân Tử Y nhớ đến lời Ngô Bình từng nói lúc trước. Cô ấy vội nói cha, công tử là tiên y, có lẽ anh ấy giúp được cha. Người trung niên vui mừng trong lòng, hy vọng nhìn Ngô Bình, ân nhân là tiên y sao? Ngô Bình gật đầu, biết chút y thuật. Người trung niên lập tức căng thẳng, vậy, tình hình của tại hạ, còn có thể cứu chữa được không? Ngô Bình bắt mặt cho ông ấy một lúc rồi nói, có thể chữa, chỉ là có chút phiền phức. Bịch. Người trung niên quỳ xuống đất, Nhân Văn Trường Minh, tạ ân công tử bi. Ngô Bình đỡ ông ấy dậy, cười nói, tôi đến, thực ra cũng có một chuyện cần giúp. Văn Nhân Trường Minh vội nói, ân nhân có chuyện cứ nói, chỉ cần nhà văn nhân tôi làm được, tuyệt không chối từ. Ngô Bình chỉ vào chuỗi châu trên tay Văn Nhân Tử Y hỏi, vòng tay này, từ đâu có được? Văn Nhân Tử Y sững người, sau đó nói, công tử. Đây là của hồi môn của mẹ tôi, vẫn luôn được cất trong hộp, hôm trước nhớ đến mẹ, nên mới lấy ra đeo vào.
Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, tôi có thể xem hộp kia không? Văn nhân tử y gật đầu, công tử đợi một lát. Cô ấy rời khỏi phòng khách, chưa đến một phút đồng hồ đã quay lại, trong tay cầm theo một cái hộp vuông, màu xanh biếc. Hộp này vừa xuất hiện, A Trân đã nói với Ngô Bình, chính là nó. Ngô Bình bình tĩnh nhận lấy hộp, sau khi mở ra phát hiện dưới đáy hộp được phủ một lớp cát mịn màu xanh, trong suốt như pha lê, chạm vào rất mềm. Văn nhân tử y không nhìn thấy thứ gì khác, nói, công tử, hộp này có gì đặc biệt sao? Ngô Bình chỉ vào cát hỏi, đây là gì? Văn nhân tử y, có lẽ là để lót dưới đáy hộp, tránh để vòng tay va chạm. Ngô Bình đổ nước vào, cát trong hộp bỗng chốc ngưng tụ thành một khối như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng vàng lục, to bằng hạt óc chó. Văn nhân Trường Minh kinh ngạc, chuyện gì vậy? Ngô Bình nói, văn nhân tiên sinh, đây là một thổ nhưỡng bồi đắp dược liệu, có thể bán cho tôi được không? Văn nhân Trường Minh vẫn trông cậy vào Ngô Bình cứu chữa ông ấy nữa đây, vội xua tay, thứ không đáng tiền, công tử cần thì cứ lấy là được. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn. Để báo đáp, tôi sẽ luyện chế hai lò đan cho mọi người. Văn nhân Trường Minh kinh ngạc, công tử còn có thể luyện đan. Ngô Bình nói, biết đôi chút. Văn nhân Trường Minh vui mừng, nói, vậy thực sự cảm ơn công tử. Ngô Bình lại ngồi xuống, am thầm hỏi A Trân, thế nào, là thần nhưỡng sao? A Trân, thần nhưỡng thượng phẩm, sẽ không nhầm đâu, hơn nữa số lượng lớn như vậy, đúng là phát tài rồi. Ngô Bình, cô xem tôi không lừa cô chứ, đi theo tôi là có chỗ tốt. A Trân, có thần nhưỡng này rồi. Anh muốn bao nhiêu linh dịch, tôi cũng cho anh. Ngô Bình cười nói, thần nhưỡng chỉ có thể cho cô một phần, đủ cho cô thăng cấp. A Trân, tôi không tham. Nói chuyện vài câu, lại ăn bữa cơm, Ngô Bình bắt đầu chữa trị cho văn nhân Trường Minh. Y thuật của anh bất phàm, hôm đó đã khiến văn nhân Trường Minh khôi phục được một phần tu vi. Đến tối, văn nhân Trường Minh đi nghỉ ngơi, Ngô Bình lấy ra lò luyện đan, hỏi văn nhân tử y. Văn nhân cô nương, cô muốn đan dược gì? Văn nhân tử y lấy một bộ sách thuốc từ phía sau, giống hệt như của Lý Giản. Cô ấy mở sách ra, nói công tử, anh xem có thể luyện được đan dược gì? Lúc này Ngô Bình mới phát hiện, dược liệu trên bộ sách thuốc này rất ít, chỉ có hơn 100 trang, hơn nữa cũng không đầy đủ, không thể so sánh với của Lý Giản được. Anh lật xem một lát. Cười hỏi, sách thuốc 1000 chương này cũng là do ông cô để lại sao? Văn nhân tử y lắc đầu, là mẹ tôi để lại, vật này rất quý giá, bình thường tôi sẽ không lấy ra, trong nhà chỉ có tôi và cha tôi biết. Ngô Bình hỏi, sách thuốc này có thể mua được bên ngoài không? Văn nhân tử y lắc đầu, có lẽ là không mua được. Mẹ tôi khi còn sống từ nói, sách thuốc 1000 chương này, khắp thiên hạ chỉ có 4 cuốn, mà nhà tôi chính là bản gốc. Ngô Bình ngây người, nguyên bản. Nói như vậy, 3 bản còn lại đều là bản sao à? Văn nhân tử y gật đầu, đúng vậy công tử. Sách này năm đó được cao nhân chép ra 3 phần, nhưng nội dung bên trong không thể so sánh với bản gốc. Đáng tiếc nhà tôi không có thầy luyện đan, nên sách thuốc này chỉ có thể dùng để chữ thuốc, không sử dụng làm gì khác được. Sau đó Ngô Bình bắt đầu luyện đan, anh dựa vào dược liệu bên trên, luyện 3 loại đan dược cho nhà văn nhân. 12 viên đan dược cấp 5, 20 viên đan dược cấp 6. Luyện đan dược xong, đã là trưa ngày thứ 2, Ngô Bình nghỉ ngơi một lúc, lại tiếp tục chữa trị cho văn nhân Trường Minh. Đến buổi trưa, bản thân nghỉ ngơi trong viện nhỏ. Đồng thời, văn nhân Trường Minh đang thương lượng một chuyện với văn nhân Tử Y. Văn nhân Tử Y nói, cha, thật sự muốn đưa Đại Thiên Dược Điển cho công tử sao? Văn nhân Trường Minh thở dài. Thứ này này trong tay chúng ta đã nhiều năm, chúng ta dùng nó thì có được ích lợi gì? Trái lại còn phải lo lắng đề phòng, công tử này không chỉ có y đạo đan đạo cao minh, mà nhân phẩm lại rất tốt, nếu không cũng sẽ không cứu con. Văn nhân tử y vẫn có phần không hiểu cha, nhưng thứ quý giá như vậy, cha không thấy tiếc sao? Văn nhân Trường Minh cười nói, tử y, nó chính là của hồi môn của con, như vậy thì sau này công tử sẽ xem trọng con. Văn nhân tử y kinh ngạc, của hồi môn, cha đang nói gì vậy? Văn nhân Trường Minh cười nói, mấy ngày nay,
ta vẫn luôn suy nghĩ chuyện hôn sự của con. Nửa năm trước, nhà họ Nghiêm đã đến cầu hôn, thế lực nhà họ Nghiêm lớn, cha không dám từ chối, nhưng cũng không từ chối. Hiện tại nếu con gả cho công tử, thì sẽ không rơi vào hố lửa nhà họ Nghiêm nữa. Vị thiếu gia nhà họ Nghiêm kia, không học không nghề, tính cách tàn bạo, đã cưới đến ba vợ, người thứ nhất bị hắn bóp chết, người thứ hai bị đổ nước sôi chết, người thứ ba bị hắn bóp nát cho cá ăn. Bây giờ, nhà họ Nghiêm muốn cầu hôn cho vị thiếu gia này, văn nhân Trường Minh đương nhiên không chịu đồng ý, ông ấy cũng không thể đưa con gái vào hố lửa được. Nghe đến đây, văn nhân Tử Y vừa cảm động vừa lo lắng, nói cha, nhà họ Nghiêm là thế lực lớn nhất ở thành Bạch Xương, bên trên còn có người làm trưởng lão ở Huyết Đao Môn, chúng ta không thể đắc tội. Không sao, chỉ cần công tử chịu lấy con, chúng ta có thể cùng rời khỏi thành Bạch Xương, tìm một nơi để ở. Cha cảm thấy lai lịch vị công tử này chắc chắn không thấp, cậu ấy ắt hẳn có thể sắp xếp thỏa đáng cho chúng ta. Ngô Bình vẫn chưa biết, kế hoạch của hai cha con, anh tu luyện một lúc, đang chuẩn bị luyện hai lò luyện đan thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn, vì vậy ra cửa xem. Lúc này, một đám người ùa vào viện, trong đó có một vị cao thủ thoáng chốc đã đánh ngã văn nhân Trường Minh, hai người còn lại thì khống chế văn nhân Trường Minh. Sau đó một thanh niên đi vào. Hắn nhìn trái nhìn phải, hung tợn nhìn văn nhân Trường Minh chằm chằm, nói, tôi cho người đến cầu hôn, nhà ông cả nả năm cũng không đáp lại, là có ý gì, xem thường nhà họ Nghiêm tôi sao? Văn nhân Trường Minh vội nói, Nghiêm công tử, chúng tôi chỉ là cảm thấy trèo cao thôi, anh đừng giận. Nghiêm công tử này tiến lên đá vào hàm răng văn nhân Trường Minh. Hắn khinh bỉ nói, ông xem công tử đây là trò hề sao, bổn công tử nể mặt ông một chút. Xem ra ông không biết tôi cũng nóng giận à. Hắn vung tay, người đâu, kéo văn nhân Tử Y vào phòng, hôm nay bổn công tử muốn động phòng. Văn nhân Tử Y liều mạng giãy giụa, nhưng người khống chế cô ấy có tư vi hơn cô nhiều, cô giãy giụa cũng không có kết quả. Mắt thấy con gái sắp bị người ta làm nhục, văn nhân Trường Minh lớn tiếng nói, Nghiêm công tử, tôi khuyên anh đừng làm như vậy. Con gái tôi, đã gả cho một thầy luyện đan rồi. Nghe thấy lời này, Nghiêm công tử cũng kinh ngạc, ra hiệu thuộc hạ dừng tay, nhìn văn nhân Trường Minh chằm chằm, thầy luyện đan. Lúc này đúng lúc Ngô Bình vừa ra, anh lạnh nhạt nói, là tôi. Nghiêm công tử nhìn Ngô Bình chằm chằm, nghi hoặc hỏi, anh chính là thầy luyện đan. Có thể luyện chế được đan dược cấp mấy? Ngô Bình lạnh lùng nói, anh là ai? Nghiêm công tử nói, ông tôi là trưởng lão ba sao của Huyết Đao Môn. Ngô Bình, bảo người của anh thả văn nhân Tử Y ra. Nghiêm công tử cười rồi vung tay, cho thuộc hạ thả văn nhân Tử Y ra, sau đó lại nói tiếp, anh vậy mà là thầy luyện đan, không biết có thể luyện được đan dược cấp 6 không? Ngô Bình, đan dược cấp 6 không phải khó. Nghiêm công tử vui mừng, vậy thì mời thầy luyện đan đến nhà họ Nghiêm một chuyến, giúp ông tôi luyện chế 2 viên đan dược, chắc chắn tôi sẽ cảm ơn nhiều. Ngô Bình lạnh lùng nói, tôi không rảnh, nếu anh muốn luyện đan dược, thì đem dược liệu đến tìm tôi. Nếu tâm trạng tôi tốt, có lẽ sẽ giúp anh luyện. Ở Cửu Dương Cảnh, địa vị thầy luyện đan rất cao, tuy Nghiêm công tử này không vui nhưng cũng không dám đắc tội Ngô Bình, lập tức cười gật đầu, không sao, tôi lập tức đi tìm dược liệu. Công tử hãy đợi chút, tôi đi rồi quay lại. Nghiêm công tử này cho người ở lại, một mình quay về phủ lấy dược liệu. Trông bộ dáng gấp gáp muốn luyện chế loại đan dược nào đó. Lúc này văn nhân Trường Minh đứng dậy, ông ấy bảo Ngô Bình và văn nhân Tử Y quay về phòng ông ấy. Văn nhân Trường Minh nói, công tử, Nghiêm công tử này nói lật mặt là lật mặt, bề ngoài hắn mời anh luyện đan, nói không chừng bên trong đang có mưu hại người. Ngô Bình nói, hắn làm gì tôi cũng không sợ, ngược lại là ông không sao chứ. Văn nhân Trường Minh lắc đầu, tôi không sao, bị gãy mất mấy cái răng. Sau đó ông ấy cũng có chút ngượng ngùng, vừa nãy vì muốn cứu con gái, nên mới nói ra công tử, mong hãy lượng thứ. Ngô Bình nói, chuyện nhỏ. Văn nhân Trường Minh im lặng mấy giây rồi nói, công tử thấy, con gái tôi Tử Y thế nào, cũng được xem là mỹ nhân chứ. Đột nhiên ông ấy hỏi như vậy, Ngô Bình chợt ngây người, nhưng vẫn gật đầu, lệnh thiên kim đương nhiên là mỹ nữ đứng đầu. Văn nhân Trường Minh,
nếu đã vậy, tôi nguyện gả con gái cho công tử. Làm thê làm thiếp cũng được, chỉ cần công tử có thể bảo vệ chu toàn cho con bé. Sau đó ông ấy lấy ra Đại Thiên Dược Điển, nói, vật này, xem như là của hồi môn tôi cho con gái. Chuyện quá đột ngột, Ngô Bình rất bất ngờ, anh nói, văn nhân tiên sinh, ông không cần như vậy, tôi đến nhà ông, sách thuốc này tuy tốt, nhưng tôi không có suy nghĩ tranh giành. Văn nhân Trường Minh lắc đầu, giá trị bảo bối này tôi biết rõ, nhưng trong lòng tôi nó là trân châu quý giá, nhưng khi nằm trong tay thầy luyện đan như công tử thì nó mới có thể phát huy tác dụng thật sự. Tôi chỉ có một đứa con gái, không có tâm nguyện gì khác, chỉ mong con gái bình an một đời là được. Đương nhiên Ngô Bình không thể tùy tiện cưới con gái người ta, đang định từ chối thì lại thấy mắt văn nhân Trường Minh chảy ra máu đen, thấy vậy, văn nhân tự y thét lên, máu độc. Văn nhân Trường Minh đã không thể cử động, ông ấy thản nhiên cười, nói, tôi đã nói Nghiêm Báo này con người tàn nhẫn hung tàn, cái gì mà luyện đan chẳng qua chỉ là giả dối, lúc đánh tôi thì đã hạ máu độc, sớm đã có ý định giết tôi. Lần này hắn đi, chắc chắn là tìm cao thủ đến đánh công tử. Công tử mau đưa con gái tôi rời đi. Ngô Bình vừa kinh ngạc vừa tức giận, vội vàng trị độc chữa thương cho văn nhân Trường Minh, nhưng độc này rất lợi hại, lúc này đã gặm nhấm thân thể và thần hồn của ông ấy, cho dù tu vi anh có cao cũng không thể cứu được mạng ông ấy. Nhưng trong mười mấy giây, ông ấy hấp hối rồi bỏ mạng. Cha, văn nhân Tử Y khóc ngã ngồi xuống đất như muốn ngất đi. Ngô Bình đỡ cô ấy, nói từng câu từng chữ. Văn nhân cô nương đừng quá đau lòng, thù này, tôi báo cho cô. Ngô Bình tức anh ếch, Nghiêm Báo vậy mà lại độc chết văn nhân Trường Minh trước mặt mình, còn lừa anh đợi ở đây. Tên kia đúng là tâm tư ác độc. Văn nhân Tử Y lắc đầu nói, công tử, anh cầm cuốn Đại Thiên Dược Điển đi mau đi. Cao thủ nhà họ Nghiêm sắp đến rồi, họ sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ngô Bình cau mày, tôi và họ không thù không oán, sao họ lại muốn hại tôi? Văn nhân Tử Y, đám người nhà họ Nghiêm kia hoành hành ngang ngược, chẳng ai dám làm trái ý họ. Anh là thầy luyện đan nên đương nhiên hắn sẽ nghi ngờ thực lực anh không tầm thường, không chắc giết được anh mới cố tình kéo dài thời gian tìm cao thủ tới. Ngô Bình cười lạnh nói, được lắm, tôi đây chờ hắn ở chỗ này, để coi hắn có thể tìm đến loại cao thủ nào. Quả nhiên mấy phút sau, Nghiêm Báo lại đến, bên cạnh còn đi theo một thanh niên cao hơn 2 mét. Cực kỳ có khí thế. Văn nhân Tử Y thấy người nọ, sắc mặt lập tức trắng bệch nói, công tử, tên kia là Nghiêm Hùng, một trong những thiên kiêu của Huyết Đao Môn. Nghiêm Báo cười to, nói với người bên cạnh, em Tư, anh cảm thấy thực lực của tên kia cũng khá mạnh, ban nãy vẫn nhịn không ra tay để tìm em đến đó. Tên Nghiêm Hùng kia đánh giá Ngô Bình một lượt cười bảo, anh ba có mắt nhìn ghê, người nọ đúng là có chút bản lĩnh, nhưng cũng không sao. Ở trong tay em, nó chỉ là một con gà mà thôi. Ngô Bình nhàn nhạt nói, không ngờ mày cũng ngư mô gớm, biết đánh không lại tao bèn lén tìm người đến giúp. Có điều, mày sai quá sai rồi, loại ăn hại đó thì dù có tới thêm 10 thằng nữa, tao cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng. Nghiêm Hùng lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi còn to mồm, nếm thử một quyền của tao trước đi. Gã bước lên trước một bước, hai tay vung lên. Đấm thẳng vào đầu Ngô Bình. Ngay khi đối phương ra tay, cơ thể Ngô Bình chợt phóng to, hóa thành một người khổng lồ, cũng giơ tay đấm ra. Ngày hôm qua, anh vừa tu luyện được một loại bí thuật tên là Cự Linh Chiến Thể, thoáng chốc hóa thành người khổng lồ, sức mạnh cũng tăng gấp mấy lần. Nghiêm Hùng hoảng sợ, đây là thủ đoạn gì vậy? Gã chỉ có thể giơ hai tay lên trước dốc sức đón đỡ. Giác! Một trường kia của Ngô Bình trực tiếp đánh gãy hai tay Nghiêm Hùng, sau đó đấm đầu của gã lún vào ngực. Nghiêm Hùng không đầu lảo đảo vài bước rồi lập tức ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Nghiêm Báo lại càng sợ tới mức mặt mày trắng bệch, thằng Tư mạnh như vậy lại bị đánh chết. Hắn còn không kịp trốn, Ngô Bình đã nắm Ngô Bình giơ lên không rồi ném thẳng xuống trước mặt văn nhân Tử Y nói, Tử Y, trả thù cho bố cô đi. Nghiêm Báo bị ném ngã mặt mũi đầy máu, không còn sức chống cự, văn nhân Tử Y rút dao găm ra đâm chết hắn. Sau khi giết Nghiêm Báo, Ngô Bình nói, văn nhân, cô sắp xếp một chút đi, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Văn nhân Tử Y trả được mối thù giết cha, khẽ gật đầu,
lập tức phân phát người hầu rồi rời khỏi thành phố Bạch Xương với Ngô Bình. Vừa mới rời đi không lâu, người nhà họ Nghiêm đã chạy tới. Họ cử rất nhiều cao thủ tìm kiếm Ngô Bình và Văn Nhân Tử Y. Cao thủ huyết đao môn nhiều như mây, tu vi hiện giờ của Ngô Bình cũng không cao nên anh cũng không muốn đối đầu với họ. Trước mắt vẫn là trong 36 kế, chạy mới là hay nhất. Ngô Bình dẫn theo Văn Nhân Tử Y lại quay về trong đầm lầy. Bên trong đã yên ổn lại, những người kia không tìm được người ăn trộm dược nên có rất nhiều người đã bị xử lý. Văn Nhân Tử Y không ngờ Ngô Bình sẽ đưa mình đến đầm lầy bèn hỏi, anh Ngô, chúng ta tới để trộm thuốc hả? Ngô Bình, sao lại là trộm? Huyết đao môn kia không biết xấu hổ, tự mình khoanh vùng nói đây là của họ, dựa vào cái gì chứ? Văn Nhân Tử Y mới mất bố, tâm trạng không tốt nói, anh nói đúng, huyết đao môn có thể hái thuốc thì chúng ta cũng có thể. Lúc này, cô ấy lại lấy cuốn đại thiên dược điển ra đưa cho Ngô Bình, anh Ngô, trước đó bố muốn Tử Y gả cho anh, nhưng Tử Y tự biết mình không xứng với anh nên không cầu mong có một danh phận gì. Chỉ mong anh có thể dẫn Tử Y theo bên cạnh là được rồi. Cô ấy nói đến như vậy rồi thì Ngô Bình cũng không tiện nói gì khác, khẽ thở dài bảo, Tử Y, cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô thật tốt đến lúc cô có khả năng tự bảo vệ mình mới thôi. Công tử, tôi có thể gọi anh là anh Ngô không? Cô ấy nhỏ giọng hỏi. Ngô Bình cười đáp, đương nhiên là được. Tử Y, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Hai người tiến vào một khu vực khô ráo trong đầm lấy, xung quanh đều là cỏ mềm. Ngô Bình lấy ra một cái lều cắm trại và một ít đồ ăn bảo Tử Y ráng chịu một chút. Văn Nhân Tử Y nào có muốn ăn, chỉ tùy tiện ăn vài ba miếng. Bấy giờ, Ngô Bình bắt đầu nghiên cứu cuốn đại thiên dược điển kia. Anh phát hiện nó quả nhiên có một sự khác nhau rất lớn với Lý Giản. Vốn dĩ, trong mỗi một trang của cuốn sách này đều cất giấu một không gian thứ nguyên vô cùng lớn. Ngô Bình mở nhìn thấu vạn vật ra, phát hiện sau mỗi trang đều có một thứ giống như dược viên, hoàn cảnh và thổ nhưỡng bên trong cực kỳ thích hợp cho sự sinh trưởng của linh dược tương ứng. Ngô Bình hết sức kinh ngạc nói, đây đúng là một cái bảo bối. Văn Nhân Tử Y, đúng vậy, chúng tôi cũng biết nó là thứ tốt. Chỉ là tầm nhìn của chúng tôi quá hẹp, không có cách nào phát huy được tác dụng của nó, cứ giữ trái lại thành một quả bom hẹn giờ, thường xuyên lo lắng bị người ta phát hiện ra. Thực ra, nhà họ Nghiêm bỗng dưng đến cửa cầu hôn rất có khả năng là nghe ngóng được gì đó mới muốn thông qua chuyện này tìm hiểu thật giả. Ngô Bình gật đầu, thứ này quả thật là bảo vật hiếm có, cần phải có khả năng mới xử lý được nó. Không thì, trái lại sẽ thành một quả bom hẹn giờ. Lúc này, giọng nói của A Chân bỗng vang lên, tôi có thể đi vào không? Trong lòng Ngô Bình khẽ nhúc nhích, cô bằng lòng vào. A Chân, đương nhiên, cuốn sách kia chính là nơi mà mọi cỏ cây đều hướng về. Vì vậy, Ngô Bình bèn lật đến tờ có đại địa chi chân. A Chân hóa thành quả cầu gỗ trực tiếp bay vào rồi biến mất không thấy. Đằng sau trang sách là một không gian cực kỳ rộng lớn, bên trong cũng có rất nhiều cỏ cây sinh linh. A Chân cắm rễ nảy mầm trong đó, chẳng mấy chốc đã lớn lên. Ngô Bình bèn phân loại các loại dược liệu lúc trước hái được rồi ném vào những trang sách khác nhau. Dược liệu anh hái được chắc phải mấy ngàn cây nên đã khiến cuốn đại thiên tăng thêm mấy ngàn trang, mà trước đó chỉ có hơn trăm trang. Sau khi những dược liệu kia tiến vào sách thuốc, chẳng những có thể giữ được tính chất của thuốc, còn có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Từ một gốc hóa thành hai gốc biến thành 10 gốc. Thế nên, hái mãi không hết, dùng mãi không xong. Sau khi cất dược liệu xong, Ngô Bình bèn nói, Tử Y, cô cứ nghỉ tạm ở đây đi. Lát nữa, tôi còn định đến nơi khác trong đầm lầy đi dạo, cố gắng chọn thêm chút dược liệu nữa. Văn Nhân Tử Y gật đầu, vâng, anh Ngô cứ bận đi, tôi sẽ chờ ở đây. Ngô Bình, ở đây đã được tôi bày cấm chế, dù người ngoài có đứng ngay trước mặt cô cũng không thể phát hiện ra. Cô có thể phát ra tiếng động, cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng đừng đi ra khỏi phạm vi 10 bước. Văn Nhân Tử Y, vâng, tôi biết rồi. Ngô Bình dặn dò vài câu rồi tiếp đi hái thuốc, đầm lầy này khá rộng, có rất nhiều linh dược. Anh cần phải hái bỏ vào cuốn sách đại thiên. Chuyến đi này tốn cả một ngày, xế chiều hôm sau anh mới trở về. Văn Nhân Tử Y đã chỉnh đốn lại cảm xúc,
hỏi, anh Ngô, thu hoạch thế nào? Ngô Bình cười đáp, khá tốt, tìm được 2 gốc linh dược cấp 9, 9 gốc linh dược cấp 8. Văn Nhân Tử Y, lần trước, vì tìm dược liệu nên tôi đã hỏi thăm rất nhiều tin tức về đầm lầy. Nghe nói trong đây có một gốc cây biết tự mình trốn đi, rất có thể là linh dược trên cấp 10. Mấy trăm năm qua, từng có vài đoàn người phát hiện sự tồn tại của nó, sau đó dốc sức tìm kiếm nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Trong lòng Ngô Bình khẽ nhúc nhích, ồ, còn có chuyện này à? Văn Nhân Tử Y gật đầu, loại đan dược này rất khó tìm. Nhưng anh Ngô có thể dùng dược điển tìm kiếm nó. Ngô Bình vẫn chưa nghiên cứu kỹ, nghe vậy thì kinh ngạc, sách thuốc còn có thể định vị dược liệu. Văn Nhân Tài Y nói, đúng vậy, nhưng dược liệu trước đó nó thả ra quá ít, bản thân linh dược cũng không thể kích hoạt. Hiện tại anh Ngô bỏ nhiều dược liệu vào như vậy, có lẽ nó sẽ khôi phục được một phần thực lực. Ngô Bình, những chuyện này đều là cha cô nói cho cô sao? Văn Nhân Tử Y gật đầu, ừ, lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi thường nói đến cách dùng sách thuốc này. Ngô Bình hỏi, vậy phải làm sao để dùng nó tìm kiếm? Rất đơn giản, tôi chỉ cho anh Ngô. Văn Nhân Tử Y cầm lấy sách thuốc, trước tiên đọc một đoạn chú, hai tay còn làm ra các loại pháp quyết. Rất nhanh sau đó, toàn bộ sách thuốc sáng lên, trang sách tự động mở ra. Văn Nhân Tử Y nói, sách quý. Hãy tìm kiếm linh dược trên cấp 10 trong đầm lầy. Trang sách xuất hiện sương mù quay cuồng, giống như bắt đầu tìm kiếm. Qua chừng một phút, sương mù trên trang sách bỗng ngưng tụ, sau đó trên mặt bỗng xuất hiện 2 điểm sáng, một xanh một đỏ. Văn Nhân Tử Y, anh Ngô, đốm sáng xanh là vị trí của sách dược, đốm sáng đỏ chính là vị trí của linh dược trên cấp 10 kia. Ánh mắt Ngô Bình sáng lên. Cầm lấy sách nói, Tử Y, cô đợi tôi một lát, tôi đi tìm gốc dược liệu kia. Nói xong anh cầm sách được đi ra, di chuyển theo phương hướng điểm sáng đỏ. Giữa anh và linh dược, cách hơn trăm dặm, chẳng mấy chốc đã đến. Khi điểm sáng xanh và đỏ cách rất gần, thì anh cất sách thuốc, sau đó dùng thần niệm tìm kiếm. Nhưng chuyện kỳ lạ là, thần niệm của anh lại không thể phát hiện, trong khu vực này tuy cũng có một vài linh dược. Nhưng chắc chắn không phải linh dược trên cấp 10. Anh lại lấy sách dược ra, lại phóng ta bản đồ, sau đó chậm chậm di chuyển, mãi đến khi điểm sáng xanh và đỏ gặp nhau, biến thành một điểm trắng. Anh biết, gốc linh dược đó chắc chắn đang ẩn nấp vị trí anh đang đứng, lập tức lấy xẻng ra, bắt đầu đào xuống đất. Nhưng anh đào xuống mười mấy mét, ngoài bùn đất ra thì không có gì cả. Kỳ lạ, nó có thể nấp ở đâu chứ? Ngô Bình suy nghĩ một lúc, dần dần ngẩng đầu, nhìn không trung. Lúc này, anh mở con mắt nhìn thấu vạn vật, lập tức phát hiện trên không trung cách anh 30 mét, có một không gian kỳ lạ, bên trong có một gốc dược liệu. Ngô Bình rất kinh ngạc, thì thầm nói, chẳng trách không tìm được ngươi, thì ra ngươi ẩn nấp trên không, không hổ là linh dược trên cấp 10. Nói rồi anh vung tay, một luồng sức mạnh kinh người lập tức nổ tung không gian kia. Sau đó, một gốc cây nhỏ dài chừng nửa mét rơi xuống, gốc rễ nó đều đâm vào hư không, lấy chất dinh dưỡng từ trong hư không. Sau khi rơi xuống đất, gốc cây nhỏ vẫn không bỏ chạy, một âm thanh vang lên trong đầu Ngô Bình, tên nhóc, sao ngươi phát hiện ra ta? Ngô Bình, trong tay ta có đại thiên dược điển, có thể tìm kiếm vị trí của ngươi. Ồ, đại thiên dược điển. Ngô Bình gật đầu, lấy đại thiên dược điển ra, cười nói, thế nào? Có phải là đại thiên dược điển không? Đối phương nói, quả thực vậy, hơn nữa còn là nguyên bản. Ngô Bình, chắc chắn ngươi biết tại sao ta tìm ngươi. Thế nào, có hứng thú vào trong sách dược ở không, không gian trong đó còn tốt hơn nhiều không gian mà ngươi sáng tạo ra. Đối phương im lặng một lúc rồi nói, ta không tin ngươi. Vì thế Ngô Bình hô lên một tiếng, A Chân, ngươi nói chuyện với nó đi. Âm thanh của đại địa chi chân vang lên, ta nói, ngươi cứ đến đi, có thể tin hắn được. Đối phương hỏi, ngươi là thứ gì? Đại địa chi chân, ta sắp trở thành linh dược cấp 12 rồi. Vị này cười lạnh, linh dược cấp 12, ta còn cao hơn ngươi nhiều. A Chân, thế nào, nghe ý của ngươi thì ngươi là linh dược cấp thập xâm. Đối phương, ngại quá,
Ta là linh dược cấp 14, không duy tiên thụ. A Chân kinh ngạc, không duy tiên thụ trong truyền thuyết. Không ngờ ngươi thật sự tồn tại, tiền bối, thất lễ rồi. Ngô Bình trừng lớn mắt, còn có linh dược cấp 14 sao? Không duy tiên thụ, này thì có gì kỳ lạ? Linh dược tiến hóa không có giới hạn, tuy ta là linh dược, nhưng thực lực không hề kém cao thủ thần thông cảnh giai đoạn sau. Mấy tiền bối của ta thậm chí còn có thể chống lại cao thủ đạo cảnh. Ngô Bình giơ ngón cái, lợi hại. Không duy tiên thụ, với thân phận này của ngươi, ta cũng không dám bắt ép, nếu ngươi nguyện ý thì hãy vào sách dược. Nếu không hứng thú thì ta không làm phiền nữa. Ngươi an tâm, chuyện liên quan đến ngươi, ta sẽ không nói gì người khác. Không duy tiên thụ cân nhắc một lúc rồi nói, ngươi làm như vậy có ý đồ gì, không thể nào vô duyên vô cớ giúp ta chứ. Ngô Bình cười nói, ngươi là không duy tiên thụ, hoa và quả ngươi kết được thực sự có giá trị về dược rất lớn, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một ít. Không duy tiên thụ im lặng một lúc rồi nói, được. Nói rồi, sách dược tỏa ra một vầng sáng, không duy tiên thụ này lại đi vào trong, tiến vào không gian trong trang sách đầu tiên. Sau đó, trong đầu Ngô Bình tiếp tục vang lên âm thanh của không duy tiên thụ, sau này không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta. Ngô Bình, yên tâm. Cất sách dược, Ngô Bình lại tìm kiếm khu vực còn lại một lượt, đào được một vài linh dược, tiếp đó thì quay về chỗ cũ. Văn nhân tử y dùng đồ của Ngô Bình để lại, nấu một ít cháo, lập tức bưng lên cho Ngô Bình ăn. Hai người ăn cháo xong, thấy sắc trời còn sớm, Ngô Bình nói, tử y, chúng ta đi thành Xích Dương. Đôi mắt văn nhân tử y sáng lên, thành Xích Dương sao? Đó là một trong những thành phố lớn của Cửu Dương Cảnh. Ngô Bình, tôi biết một người ở nơi đó, tên Lý Giản. Tôi quyết định mua một ít dược liệu từ chỗ anh ấy, thuận tiện lại bán một vài loại thuốc không dùng cho anh ấy. Văn nhân tử y gật đầu, được. Trong thành Xích Dương có không ít tiệm thuốc, thuốc mua được nhiều hơn thuốc mình tự hái. Hai người dọn dẹp xong xuôi thì khởi hành đi đến thành Xích Dương. Vừa đứng dậy, Ngô Bình đã phát hiện không gian xung quanh có gì đó không đúng, như có luồng sức mạnh nào đó, khiến không gian nơi này đông cứng. Ngô Bình nhíu mày, nói tử y, có người động tay vào đầm lầy. Chắc chắn là người của huyết đao môn phát hiện lượng lớn dược liệu nơi này đang y am nên mới dám hành động, muốn ép chúng ta hiện thân. Văn nhân tử y, công tử, làm sao đây, chúng ta còn có thể rời đi không? Ngô Bình cười nói, thủ đoạn của đối phương quả thực cao minh, cũng mau chúng ta có người giúp đỡ. Sau đó anh liên lạc với không duy tiên thụ, nói, không duy tiên thụ, giúp một tay. Nếu ta thoát không được, sách dược sẽ rơi vào tay huyết đao môn, đến lúc đó ngươi cũng sẽ gặp rắc rối. Âm thanh không duy tiên thụ vang lên, ngươi lắm chuyện thật. Tuy nói là vậy, nhưng không duy tiên thụ vẫn ra tay. Một vầng sáng bao phủ Ngô Bình và văn nhân tử y, sau đó hai người biến mất, lập tức xuất hiện cách đó nghìn dặm. Bên ngoài đầm lầy, rất nhiều cao thủ huyết đao môn đều ở đây. Thời gian gần đây, linh dược phạm vi trong đầm lầy giảm nhanh chóng, số lượng cực lớn, khiến những người cấp cao chú ý. Vì thế, sau khi huyết đao môn chuẩn bị đầy đủ thì thiết lập đại trận chém giết ở đây, trực tiếp phong ấn toàn bộ đầm lầy, muốn bắt gọn tên trộm thuốc. Nhưng bọn họ không ngờ, Ngô Bình lại nhẹ nhàng rời khỏi như vậy. Ở bên kia, Ngô Bình và văn nhân tử y tiếp tục đi về phía thành Xích Dương. Vị trí của bọn họ cách thành Xích Dương không còn xa, không bao lâu nữa sẽ đến gần thành Xích Dương. Đến trước cổng thành, Ngô Bình không vội đi vào, mà liên lạc với Lý Giản trước. Rất nhanh sau đó, Lý Giản đã nhận được tin, rích thân ra thành đón. Mười mấy phút sau, một chiếc xe ngựa rộng lớn xuất hiện trước mặt Ngô Bình và văn nhân tử y. Hai tùy tùng đi theo vén màn xe lên, đặt bệ chân dưới xe, Lý Giản cười bước xuống, vui mừng nói, tiên sinh, cuối cùng anh cũng đến rồi, tôi thật sự mong mỏi trông chờ đấy. Ngô Bình, ông chủ Lý, tôi đến làm phiền anh rồi. Nào có, anh có thể đến chính là vinh hạnh của tại hạ. Vị này là, Lý Giản nhìn văn nhân tử y. Ngô Bình, đây là bạn đồng hành với tôi, văn nhân cô nương. Ha ha, văn nhân cô nương thật xinh đẹp, ở trong Xích Dương thành chúng tôi cũng là mỹ nữ đứng đầu đấy, thầy luyện đan Lý đúng là có phúc.
Văn nhân Tử Y đỏ mặt, ông chủ Lý quá khen rồi. Lý Giản, hai vị, chúng ta lên xe rồi nói. Mời Ngô Bình và Văn nhân Tử Y lên xe ngựa chậm chậm lăn bánh. Lý Giản cười nói, mấy hôm nay, ngày nào cũng ngóng trông tiên sinh có thể đến, hôm nay xem như tôi được như ý nguyện rồi, đúng là ông trời không phụ tôi. Ngô Bình nói, ông chủ Lý nói vậy là tâng bốc tôi quá rồi. Lý Giản thở dài một tiếng, thầy luyện đan Lý, anh đến thật rất đúng lúc. Bây giờ tôi đang gặp phải chuyện rắc rối, sợ rằng chỉ có anh mới có thể giúp được tôi. Ngô Bình thản nhiên nói, ông chủ Lý không ngại cứ nói, nếu có thể giúp thì tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Lý Giản, thầy luyện đan Lý, thời gian trước, có một thầy luyện đan đến Xích Dương Thành, danh tiếng rất nổi. Để tăng thêm danh tiếng cho tiệm thuốc, tôi đã mời anh ta vào tiệm thuốc. Lúc thầy luyện đan này đến, tôi đã trưng bày những loại đan dược quý giá mà anh ta luyện chế. Nhưng trong buổi trưng bày lại xảy ra chuyện bất trắc, cửa tiệm bỗng bốc cháy. Có người nhân lúc hỗn loạn đã đánh cháo thuốc, thầy luyện đan kia sau khi phát hiện thì yêu cầu tôi bồi thường. Chậc, nếu như nói một viên đan dược thì tôi cũng bồi thường được, nhưng đối phương lại đưa ra con số quá đáng, ngay cả tôi cũng thấy không thể bồi thường được. Ngô Bình hỏi, đan dược gì, đối phương yêu cầu bồi thường bao nhiêu? Lý Giản, một viên đan dược thượng phẩm trên cấp 9, đối phương ra giá 1 tỷ tiền tiên, cộng thêm mấy trăm loại dược liệu đắt tiền. Cái giá này tuy tôi cũng bỏ ra được, nhưng tất nhiên nguyên khí sẽ bị thương. Hơn nữa tôi cứ cảm thấy chuyện có gì đó không đúng, càng lúc càng cảm thấy có khả năng là đối phương tính kế tôi. Nhưng người này lại là thầy luyện đan, tôi không đắc tội được. Ngô Bình nhìn Lý Giản, cười nói, ông chủ Lý, không phải anh muốn tôi cũng luyện chế một viên đan dược thượng phẩm trên cấp 9 đấy chứ? Mỗi viên đan dược phát triển khác nhau, người khác có thể luyện chế. Nhưng tôi chưa chắc có thể làm được. Lý Giản cười khổ, vẫn mong luyện đan Lý thử một lần, nếu không luyện thành tôi lại nghĩ cách khác. Ngô Bình, đan dược gì, anh biết không? Lý Giản, đan dược này, người của Cửu Dương Thành đều biết, bởi vì nó là linh dược xếp hạng 94 trên bảng linh đan, tên là Thái Hư Linh Đan. Thái Hư Linh Đan, có phương thuốc không? Nghe Lý Giản vừa nói, Ngô Bình lập tức hứng thú. Lý Giản, có, phương thuốc trên bảng linh đan đều có tên, nhưng đan dược trong 100 hạng đầu, trước mắt chỉ có 37 loại được người ta thành công luyện chế, còn lại thì vẫn trống không. Ngô Bình, bảng linh đan này ở đâu? Lý Giản, được khắc trên một tấm bia khổng lồ, lưu truyền rộng rãi. Thầy luyện đan này có thể luyện chế được Thái Hư Linh Đan xếp thứ 94, chắc chắn là một trong những thầy luyện đan lợi hại nhất của Cửu Dương Cảnh. Ngô Bình, đưa phương thuốc cho tôi. Lý Giản vội lấy một tờ giấy từ trong ống tay áo, bên trên có viết dược liệu cần thiết để luyện chế đan dược này và công hiệu của nó. Ngô Bình nhìn một lượt rồi nói, ý tưởng của đan dược này rất huyền diệu, chứa đầy sở thích cá nhân bên trong, tôi cũng rất khâm phục người sáng tạo ra phương thuốc này. Lý Giản, thầy luyện đan Lý, có thể luyện chế không? Ngô Bình nói, thử xem sao. Dược liệu anh đã chuẩn bị hết rồi sao? Lý Giản vui mừng, vội gật đầu, đã chuẩn bị sớm rồi. Để nhanh chóng đến nhà, Lý Giản bảo người lái ngựa tăng tốc thêm. Ngô Bình, ông chủ Lý không cần gấp gáp, nếu tôi đã nguyện ý ra tay thì sẽ không để anh thất vọng. Lý Giản chắp tay, cười nói, vậy thì quá tốt rồi. Thầy luyện đan Lý, chuyện này nếu thành công, tôi có thể miễn phí giúp bán đan dược ở Xích Dương Thành. Ngô Bình bất ngờ trong lòng, ông chủ Lý cũng có tiệm thuốc sao? Lý Giản, có một tiệm, nhưng lúc trước danh tiếng không tốt gì mấy, dù sao tôi ở đây cũng không có thầy luyện đan thực sự, vì vậy không so được với các tiệm thuốc khác. Nhưng nếu bán đan dược của thầy luyện đan Lý trong tiệm của tôi, chắc chắn có thể nổi danh khắp nơi, rồi sẽ vượt xa các tiệm thuốc khác. Ngô Bình gật đầu, đúng lúc, thời gian này tôi đã chữ không ít dược liệu. Mấy ngày nay sẽ luyện một vài đan dược bày bán trong tiệm của anh, kiếm chút tiền. Lý Giản vội gật đầu, đương nhiên có thể. Chỗ tôi không thiếu nhất là dược liệu, anh cần gì thì tôi sẽ chuẩn bị. Ngô Bình cười hỏi, nếu tôi cần linh dược cấp 10, ông cũng có sao? Lý Giản khẽ cười, linh dược cấp 10, cũng không phải không có cách, chỉ cần đúng giá thì dược liệu sẽ có nhiều.
Ngô Bình gật đầu, vậy thì tốt. Về đến nhà Lý Giản, Ngô Bình phát hiện trước cửa có một nhóm cao thủ đứng đó, giống là thần giữ cửa vậy. Thấy vậy, Lý Giản thở dài, nói, thầy luyện đan kia sợ tôi không bồi thường, nên cử người đến mỗi ngày đứng ở cửa nhà tôi. Thật là, nhà tôi lớn sản nghiệp lớn, sao lại trốn nợ được chứ? Xe ngựa đi vào nhà, Lý Giản mời hai người đến phòng khách, đưa trà và điểm tâm lên, còn sắp xếp cả ca cơ vũ cơ lên giúp vui. Âm nhạc vang lên, Ngô Bình vừa hưởng thụ thức ăn ngon, vừa thưởng thức ca múa. Mấy ngày nay thời gian anh ở ngoài nơi hoang dã nhiều, ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay đến đây, bỗng chốc đã cảm thấy thoải mái hơn. Xem một điệu nhảy, nghe một bài hát, anh mới nói, anh Lý, anh đưa viên thuốc giả kia cho tôi. Lý Giản cho người lấy ra mấy chiếc hộp, bên trong có một viên đan dược to chừng mắt rồng. Ngô Bình quan sát một lúc, rồi khẽ ngửi, sau đó cười lạnh nói, đan dược này vốn là giả, quả thực anh bị tính kế rồi. Lý Giản ngây người, bị tính kế rồi sao? Nhưng lúc đó tôi đặc biệt tìm người đến xem thuốc này, nó thật sự là một viên đan dược cấp 9, sẽ không sai đâu. Ngô Bình, đó là bởi vì bề ngoài viên đan dược này có một lớp bột phấn. Bộ phấn này có lẽ là do khi luyện chế thái hư linh đan thực sự còn sót lại, bôi lên trên này đương nhiên sẽ xem là thuốc thật. Nhưng lớp bột phấn này qua một thời gian sẽ bốc hơi sạch sẽ, để lộ thuốc giả bên trong. Lý Giản nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra là thầy đan sư kia cố ý lừa tôi. Ngô Bình, đan dược trên bản linh đan, người ta ra giá này thực sự cũng không cao, anh chỉ có thể nhận mệnh. Ai bảo ban đầu anh không nhận ra nó là thuốc giả chứ? Lý Giản thở dài, cũng may có tiên sinh ra tay cứu giúp, nếu không tôi lỗ to rồi. Ngô Bình nói, bây giờ tôi ăn no uống đủ rồi, phải làm việc thôi. Anh Lý, anh đi chuẩn bị một nơi yên tĩnh, bắt đầu luyện đan. Lý Giản vội nói, được. Rất nhanh sau đó, Ngô Bình đến một phòng luyện đan, Lý Giản đưa dược liệu cần thiết đến. Anh cũng lấy lò luyện đan ra bắt đầu luyện. Không thể không nói, đan dược trên bảng linh đan không dễ luyện chế, huống hồ nó còn là đan dược cấp 9. Dược liệu đã đủ, anh quyết định luyện chế một lò thử xem. Trong quá trình này, anh kết hợp lý niệm đan đạo của mình, cộng thêm kinh nghiệm luyện đan phong phú, dùng nửa tiếng đồng hồ luyện ra được lò luyện đan thứ nhất, nhưng vấn đề rất nhiều, xem như là trung phẩm. Suy nghĩ một lúc. Anh dựa trên phương thuốc ban đầu, lại thêm một vị thuốc, cũng giảm đi một vị thuốc, rồi luyện lò thứ hai. Hiệu quả lần này rõ ràng tốt hơn, đan dược là thượng thượng phẩm. Hơn nữa một lần đã luyện được 3 viên. Đan dược còn lại, còn có thể luyện được 2 lò, anh vốn có nguyên tắc không lãng phí, lại luyện chế được 2 lò, ở giữa có thay đổi một ít. Lò thứ 3, lò thứ 4 đều là đan dược cực phẩm, 2 lò tổng cộng luyện chế được 8 viên. Luyện chế xong đan dược thì trời cũng đã tối, anh đẩy cửa bước ra rồi đưa một viên thái hư linh đan trên thượng phẩm trong đó cho Lý Giản đứng đợi bên ngoài đã lâu. Lý Giản nhận lấy đan dược, vội kiểm tra, quan sát vài giây, ông ta bật cười, tuyệt quá. Tôi thấy phẩm chất của đan dược này còn tốt hơn của người kia. Ngô Bình cười khẩy, sao đan giả đó của hắn có thể là trên thượng phẩm được? Dù là đan dược nguyên bản thì cùng lắm cũng chỉ là thượng phẩm thôi. Lý Giản nói thế nếu đưa đan dược này cho hắn thì tiện nghi cho hắn quá rồi. Ngô Bình, ông rơi vào bẫy của người ta, cảm thấy không vui cũng phải nhẫn nhịn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, không vội. Lý Giản gật đầu, ừ, bây giờ tôi trả viên đan này lại cho hắn, mong thầy luyện đan có thể đến đó với tôi muốn cho hắn thấy thế nào mới là thầy luyện đan thật sự. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Lý Giản nhờ quản gia đi thông báo cho đối phương, một lúc sau ông ta và Ngô Bình đến phòng khách. Một thầy luyện đan đã ngồi đợi trong phòng khách, đằng sau hắn là mười mấy người giúp việc, vô cùng kiểu cách. Lý Giản thân là chủ nhân nơi này bước vào mà hắn cũng không thèm đứng dậy, chỉ liếc nhìn đối phương một cái rồi nói, ông chủ Lý, nghe quản gia của ông nói ông tìm được đan dược thật rồi à? Lý Giản lạnh nhạt nói, thầy luyện đan hồ, đã tìm được đan dược đã mất kia rồi. Thầy luyện đan hồ này nhướng mày, vậy sao? Đan dược ở đâu thế? Tay phải Lý Giản lấy một cái bình ra nó, đây là viên đan dược đó. Thầy luyện đan hồ đứng lên,
Vóc dáng hắn rất cao, cơ thể gầy gò, mày rậm mắt hẹp, để râu chữ bát dài, lúc này hắn vung tay lên, đan dược rơi vào trong tay hắn. Chỉ nhìn vài cái, vẻ mặt hắn thay đổi, sau đó cười mỉa nói, không biết ông lấy đâu ra đan dược cấp thấp như vậy để gạt tôi, lá gan không nhỏ nhỉ. Nói rồi hắn cất đan dược này đi. Lý Giản tức đến mức đau ruột, nói thầy luyện đan hồ, hành vi này của cậu là lừa gạt mọi người đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 159.